đội mấy chục nghìn người bên kia cũng có tai mắt của triều đình mà đội ngũ nghiêm chỉnh như vậy há có thể vội vàng hình thành nhưng trước đó triều đình không nhận được bất kỳ thông báo nào cũng không phải là thương tiếc cho đệ tử phi hoa các và chân linh việt mà là bên sơn trang mao lư rõ ràng đã sớm chuẩn bị hai người không thể kết luận là nghiêu hữu đạo có còn trên sơn trang hay không người trong sơn trang mao lư không nhìn thấy trận thế công phòng bên ngoài bị thế núi chung quanh chặn tầm mắt khi tiếng kèn lệnh chung quanh vang lên người trên gác cao đều lộ vẻ lo lắng. Đến lúc tiếng chống trận vang lên, Hoàng Liệt bỗng quay lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Lão đệ, động tĩnh lớn như vậy là sao, sao ta nghe như có tiếng chống khai chiến? Địch tấn công, Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt đáp. Hoàng Liệt kinh ngạc, có địch tấn công, Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói. Lúc trước ta nghe được lời đồn vốn cũng không tin, Đại Thiện Sơn làm sao có khả năng cấu kết với triều đình trong ngoài phối hợp đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng kẻ như ta vốn sợ chết, cho nên đã chuẩn bị biện pháp phòng ngự bên ngoài, thật không ngờ có người đến tập kích. Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao chăng lại chiếu rạch nào, nghiêu mỗ thật đau lòng. Trong lời nói tỏa ra hơi lạnh âm u, thương thuộc thanh nghi ngờ nhìn về phía mấy người hoàng liệt. Nam tử áo hoa cũng quét ánh mắt lạnh lẽo sang, quản phương nghi nhếch miệng, rõ ràng đạo gia quá hiểu, chuyện này chẳng có bất cứ quan hệ nào với đại thiện sơn, làm sao cứ nhất định phải hắt chậu nước bẩn lên đầu người ta lẽ nào hắn thật sự muốn nhân dịp này diệt luôn các lãnh đạo của Đại Thiện Sơn ở đây? chương 862, Tông Nguyên 1, mấy người của Đại Thiện Sơn đổi sắc mặt, đều nghe ra sát ý trong mấy lời này, lập tức đề phòng chung quanh. Có điều, nhìn tình hình hiện giờ, họ cảm thấy cũng chưa chắc có thể làm gì được họ. Thực lực của họ không phải đồ trang trí cho vui. Hoàng liệt mặt đen lại nói, lão đệ, ta có thể thề với trời, đại thiện sơn ta không có bất kỳ cấu kết nào với triều đình, càng không làm ra bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với lão đệ. Chẳng lẽ lão đệ mời ta đến đây xem lễ nặng chính là cái này? Lão đệ đừng nên trúng kế ly gián của kẻ khác, hai tay chống kiếm, như hữu đạo vẻ nghiền ngẫm. Cho dù thật sự bị kẻ khác nói, nhưng ta vẫn không tin Đại Thiện Sơn có thể làm như vậy đối với ta. Tình huống trước mắt của Châu Nam không cho phép, ta cũng nghi ngờ có kẻ đang ly gián chúng ta. Hoàng liệt, lão đệ có thể nghĩ như vậy, lòng ta rất an ủi. Tói như vậy, người của đại thiện sơn vẫn lộ vẻ đề phòng đúng lúc này đoạn hổ bỗng chỉ lên trời đạo ra mau nhìn mọi người nhìn theo hướng gã chỉ thấy trên cao có mười mấy điểm đen rõ ràng có người đang cưỡi chim cỡ lớn bay tới nghiêu hữu đạo cất bước tới lan can hơi hít mắt buông một tay khỏi kiếm nhẹ nhàng nâng lên lôi tông khang thấy thế liền xoay người phất tay ra hiệu cho người bên dưới lầu cao trong một sân viện khác nơi ở của tăng chúng chùa nam sơn trong một đỉnh cắt có treo một cái chuông lớn bài tăng nhân đang canh giữ bên chuông. Viên phương mặc áo nhà sư trắng như tuyết, tay ôm trước bụng, vẫn đứng bên ngoài quan sát chăm chú về phía lầu cao. Thấy lôi tông khang ra hiệu, hắn lập tức vung tay áo với trong đình, đi tới gạt mấy tăng nhân ra. Đi ra đi ra, các người yếu người, để tự ta làm. Hắn ta sắn tay áo lên, xách cái trụ gỗ lên, thì pháp đụng mạnh vào chuông lớn. Con, 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 tiếng chuông trong trẻo mà vang động lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng quanh sân trang tiếng chuông bình thường gõ rất êm tai ôn hòa lòng người nhưng lúc này lại vang lên đinh tai nhức óc ngay cả hòa thượng ngoài đình còn tưởng chủ trì của mình điên rồi vội dùng tay bưng kín lỗ tai hoàng liệt nhìn về phía nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo chậm rãi thả tay xuống nét mặt vẫn bình ổn người trên lầu các không biết chuyện gì xảy ra vội vàng chạy sang bên này để quan sát ánh mắt người đàn ông áo bông bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía sơn động trong núi động này là cấm địa cất rượu từ xưa đến nay người không có phận sự thì không được đến gần. Lúc này, một đám áo đen bịt mặt từ trong sơn động vọt ra. Tại một sơn động khác trong núi cũng có người áo đen bịt mặt vọt ra, vội vàng bay lên mau lư sơn trang trên đỉnh núi. Rất nhanh, một đám người áo đen đứng trên tường rào sơn trang, trên mỗi gian phòng trên nóc nhà cũng có người, còn có người bay vào các lầu các, bảo vệ tại các tầng lầu, cảnh giác nhìn chung quanh, hoặc nhìn chằm chằm phi cầm cỡ lớn bay trên không trung. Thấy những người này xuất hiện, viên phương ngừng đánh chuông, nhìn các hòa thượng che lỗ tai chung quanh, phất tay nói, đi mau, đi mau. Y vung tay áo, dẫn một đám hòa thượng chạy trước, chuẩn bị đến chỗ mẹ con Trang Hồng đang lánh nạn. Nói về đào mệnh, Y là một trong những người tích cực nhất ở đây. Không ít người trên lầu các đều không biết đám áo đen bịt mặt này xuất hiện từ chỗ nào. Người đàn ông áo bông lướt nhìn Nghiêu Hữu Đạo. Khi Nghiêu Hữu Đạo bị tập kích trên đường, Y đã từng nhìn thấy đám người bịt mặt áo đen, chỉ là không biết Nghiêu Hữu Đạo đã âm thầm bố trí ở chỗ này. Nhìn thân thủ của đám người áo đen bịt mặt, người của Đại Thiền Sơn nhận ra tất cả đều là cao thủ, khoảng chừng mấy trăm người bao quanh chỗ này, khiến bọn họ khẩn trương hẳn lên. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy có thể trở mặt. Với thực lực và nhân thủ của Ngưu Hữu Đạo, chưa chắc hắn có thể ngăn cản bọn họ thoát thân. Lúc này, bọn họ nhìn thấy con át chủ bài ẩn tàng ở Mao Lư Sơn Trang, rốt cuộc đã cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm, ý thức được Ngưu Hữu Đạo có thể bắt bọn họ bất cứ lúc nào. Không phải Ngưu Hữu Đạo không dám trở mặt với bọn họ, mà là hắn chưa muốn. Sắc mặt hoàng liệt trở nên nặng nề, lão đệ, bọn họ là ai vậy? Nhiều hữu đạo vẫn bình tĩnh, cũng không trả lời. Hoàng liệt phát hiện trưởng lão bên cạnh trở nên khác thường, vội quay đầu lại, chỉ thấy có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay đến từ đằng sau núi, lướt qua trên không sơn trang. Bởi vì trên mỗi một con phi cầm đều có một đám người bịt mặt áo đen, tốc độ của phi cầm không được nhanh cho lắm, nghênh đón mười mấy con phi cầm cỡ lớn từ trên không trung vào tới. Đây rõ ràng là tiết tấu muốn khai chiến, một lúc có thể xuất động 10 con phi cầm, thực lực này khiến người ta phải kinh ngạc. Hoàng Liệt không còn tâm trạng hỏi là cái gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh trên không trung. Thương Thục Thanh cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn chung quanh, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng như Hữu Đạo cầm kiếm đứng lù lù bất động. Ngân Nhi vẫn đang ôm hộp cơm ăn chóp chép, chuyện người bịt mạng xuất hiện chỉ khiến nàng ta tò mò nhìn thêm mấy lần, ngoài miệng vẫn không ngừng nhai không tim không phổi cũng không phải là chuyện xấu, ít ra không khí khẩn trương như vậy không ảnh hưởng đến nàng ta. Đám người phí trường lưu, viên cương đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn địch quân từ trên cao bay đến, mũi tên của bọn họ bắn ra không với tới được độ cao như vậy. Không ổn, chúng ta bị trúng kế rồi, phòng thủ Sơn Trang trống rỗng. Bọn họ muốn từ không trung nhảy dù tập kích Sơn Trang, chúng ta phải nhanh chóng triệu tập nhân thủ tiếp viện. Phí trường lưu sợ hãi nói, ông ta cảm thấy lo lắng cho Ngưu hữu đạo, như hữu đạo mà đổ, tình cảnh của ba phái bọn họ cũng xem như tiêu. Viên cương đưa tay ngăn cản, đạo gia không phải người ăn chay, sớm đã có ứng đối, không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt là được. Hắn ta vừa nói xong, đã thấy 10 con phi cầm từ sơn trang bay lên, bay về phía quân địch, nhân thủ dường như không ít, khi thế cũng không hề yếu, tiến hành đột kích quân địch. Nội bộ sơn trang ở đâu ra nhiều người như vậy, quả nhiên là sớm có ứng đối. Đám người phí trường lưu mừng rỡ vô cùng, Viên cương vùng đao chỉ về phía dưới núi, có người xông đến, quân đồn chú gần đây không thể ngăn nổi. Phí trưởng môn, trận chiến này liên quan đến tổn vong của ba phái và Mao Lư Sơn Trang, chúng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải cản bọn chúng lại, tuyệt không cho bọn chúng vượt qua phòng tuyến quấy nhiễu đạo gia tác chiến. Dù sao phạm vi bao trùm của cung tiễn và công thành nỏ cũng có hạn. Khi đối phương liều mạng công kích, rốt cuộc cũng có cao thủ xông ra khỏi phạm vi bao trùm của mũi tên, xông về phòng tuyến công kích, hiển nhiên muốn phá hư bố cục phòng tuyến bên này một khi phòng tuyến bị loạn nhân mã tiếp theo của quân địch sẽ cùng nhau tiến lên bên này lập tức có đệ tử lưu tiên tông trong tình thế cấp bách xông ra ngoài chặn đường phí trường lưu giận dữ hai tay cầm nguyệt lân khua tay nói giết ông ta dẫn đầu bay xuống mấy vị trưởng lão và những người khác cùng lao xuống luôn người nào tự ý lui lại luận theo tội phản bội sư môn mà xử trí giọng của phí trường lưu vang lên trong trận tuyến phòng ngự dưới hiệu lệnh của trưởng môn và chư vị trưởng lão một đám đệ tử lưu tiên tông lập tức xông vào tiền tuyến phòng ngự vây đánh đám tu sĩ phi hoa các đang vào tới mục đích của bên tấn công là phá vỡ phòng tuyến với lực sát thương kinh người để giảm bớt đệ tử tổn thất trong mưa tên bọn chúng đúng là liều mạng mục đích của bên thủ là thủ vững phòng tuyến việc này liên quan đến lợi ích và tồn vong của bản môn tất cả đều không cần quan tâm binh khí hai bên vừa chạm nhau lập tức giết đỏ cả mắt trong khoảnh khắc chính là ngươi chết ta sống Mưa tên vẫn bao trùm như cũ, đống cung tên bằng thép đang nhanh chóng tiêu hao, điều chỉnh tần suất công kích đâu vào đấy. Trên không trung, mười mấy con phi cầm chở không ít nhân thủ bay đến, tốc độ phi hành không nhanh nổi. Chương 863, Tông Nguyên Khai. Lần này tập sát, sở dĩ nhảy dù vốn không phải vì phi hành đường dài, mà trọng tâm là vượt qua trận đánh của tuyến phòng ngự bên ngoài. Mắt thấy bên dưới cũng có 10 con phi cầm với không ít người nghênh chiến, đám người tập sát trên không khỏi giật mình. Bọn chúng không nghĩ đến thực lực của Mao Lư Sơn trang lại có được nhiều phi cầm cỡ lớn như thế. Xuống, có người vung tay, dẫn đầu nhảy xuống, người trên lưng mười mấy con phi cầm trên không đều lần lượt nhảy xuống, tiếp cận mục tiêu. Lực phòng ngự của phi cầm khi đối mặt với tu sĩ quá yếu, giá trị lại đắt, tiêu hao rồi không bù lại được. Cộng thêm mục tiêu đang ở trước mắt, từ không trung bay thẳng xuống là có thể tiếp cận mục tiêu. Hơn trăm người từ giữa không trung nhắm thẳng 10 con phi cầm đang lao lên những con phi cầm trên không trung lập tức chuyển hướng. Không còn phải chờ quá nhiều, phi cầm bay đi rất nhanh, chuẩn bị đưa đội nhân thủ tiếp theo vượt qua phòng tuyến tấn công. Chỉ còn lại hai người thờ ơ đứng trên một con phi cầm, không hề có ý định rời đi. Lên, trong số những người bịt mặt nghênh đón có người vung tay lên, chỉ người đang từ không trung phóng tới. Trong tiếng rít gào, mọi người cùng nhau bắn lên không trung, 10 con phi cầm được giảm phụ tải cũng nhanh chóng chuyển hướng, tránh né nguy hiểm. 90 người bịt mặt bắt đầu chém giết với hơn 100 kẻ tập kích trên không trung. Mặc dù nhân số ngăn cản ở vào thế yếu, nhưng ít ra cũng ngăn được địch quân lao thẳng đến Mao Lư Sơn Trang. Hai bên kịch chiến trên không trung nhanh chóng hạ độ cao. Dù sao cũng không thể ở trên không quá lâu được, khi hạ xuống, không ngừng có người bị giết chết rơi xuống, đập bịch bịch xuống mặt đất. Nếu không bị đánh chết thì cũng bị đánh ngã mà rơi xuống. Mắt thấy phe mình ít người, còn quân địch toàn là cao thủ một người áo đen bịt mặt đang đứng quan sát trên tường rào chợt vung tay, theo ta, giết. Gã dẫn đầu sông lên, lập tức có gần 100 người áo đen bịt mặt từ trong sơn trang bay ra, bay xuống dưới núi, vọt đến chỗ hai bên đang giao chiến. Hơn trăm cao thủ tiếp viện gia nhập cuộc chiến, chiến cuộc nhanh chóng nghiêng về một bên. Các ngươi là ai, bên trong đám tập kích có người gầm thét, không nghĩ đến Mao Lư Sơn Trang lại giấu nhiều cao thủ như vậy. Lúc trước, khi nghe cam miểu thủy nói trong số bọn họ còn có người cảm thấy chuyện bé xé ra to lúc này không ai còn có suy nghĩ đó nữa bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy vẫn còn một đám người áo đen đứng trên tường rào mau lư sơn trang còn chưa xuất thủ một con phi cầm đang xoay quanh trên không trung lao xuống bay vòng vòng bên trên sơn trang một người mặc hoàng sam đứng trên phi cầm lạnh lùng đánh giá tình huống bên trong sơn trang ánh mắt dường như đã nhìn thấy như hữu đạo đang đứng trên lầu cát như hữu đạo cũng chú ý đến đối phương đám người áo đen đang đứng trên bờ tường bỗng nhiên rút kiếm bổ ra mấy đạo kiếm khí ác liệt về phía con phi cầm đang bay thấp người mặc hoàng sam phất tay một cái chi khí vô hình đánh tan kiếm khí đang bay đến người bình thường không nhìn thấy nhưng đối với tu sĩ đã được mở pháp nhãn lại có thể nhìn thấy rõ ràng khi người đó vung tay kinh khí phát ra mang theo màu cam rực rỡ phi cầm đang bay thấp gặp phải uy hiếp quá lớn lập tức vỗ cánh bay lên không Người đàn ông áo bông nheo mắt nhìn người mặc hoàng sam trên phi cầm, ánh mắt lé lên. Hoàng liệt đứng trên lầu các trầm giọng nói, Tông Nguyên, ngay cả người này cũng có thể phái đến. Tông Nguyên, như hữu đạo không quen, quay đầu sang hỏi, là cao thủ thứ bảy trên đan bảng. Hoàng liệt đáp, ta chưa gặp qua, nhưng nhìn ông ta ra tay vừa nãy, hình như là phải. Như hữu đạo nhìn người đàn ông mặc áo bông, người biết không? Người đàn ông mặc áo bông đáp, ta chỉ nghe kỳ danh chứ chưa gặp người, nhưng xem ra là ông ta để đối phó với ngươi ngay cả người này cũng có thể mời xem như xuất hết tiền vốn rồi ngay cả hoàng liệt và người này đều hoài nghi ông ta là tông nguyên hẳn không sai nghiêu hữu đạo cũng có chút ngoài ý muốn hắn không biết nhưng cũng đã nghe nói không nghĩ đến triều đình lại có thể mời được loại người thích độc hành này vào thế sự phân tranh triều đình vì đối phó hắn cường độ ra tay vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn hắn phát hiện hắn vẫn còn hơi chủ quan xem ra vị tông nguyên này chính là đòn sát thủ đối với ta người có nắm chắc không nếu luận vào vị trí xếp hạng trên đan bảng hắn biết người này không bằng tông nguyên đối với loại người có được vị trí xếp hạng như tông nguyên tất cả đều dựa vào thực lực mà có không có cơ hội cho sự may mắn uy tín của họ không phải là hư danh ông ta tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ của giới tu hành hắn cho rằng mời được người đàn ông áo bông rời núi cộng thêm sự bố trí chặt chẽ chú đáo của mình trong lòng hắn đã có sự nắm chắc. Bây giờ xem ra, chắc phải chuẩn bị chạy trốn chết rồi. Người đàn ông áo bông nhìn lên không, gương mặt cũng không hề có dấu hiệu e sợ, giọng nói ngược lại còn có sự kích động, có thể thử một chút. Lời vừa nói ra, đám người hoàng liệt đều nhìn y chăm chú, không biết mình có nghe lầm không, hay là hai người trong lúc nói chuyện đã có sự hiểu lầm ý của nhau. Chẳng phải y định giao thủ với Tông Nguyên sao? Với thực lực của Tông Nguyên Toàn bộ Đại Thiền Sơn đoán chừng cũng chỉ có mấy lão già tiềm tu nhiều năm mới có thể giao thủ, người này là ai mà khẩu khí lớn như thế. Đạo lý tương tự, Nghiêu Hiếu Đạo không nghĩ đến triều đình có thể phái ra cao thủ cấp bậc như Tông Nguyên, Hoàng Liệt tất nhiên lại càng không nghĩ đến Nghiêu Hữu Đạo có thể mời đến được cao thủ cấp bậc như người trước mắt. Lúc bị tập kích trên đường trở về từ Kim Châu, người đàn ông cũng không trực tiếp ra tay. Khi người hiểu Nguyệt Các vừa đến, người đàn ông áo bông đã kịp thời thu tay, tặng cho người của hiểu Nguyệt Các thích khách chặn đường mà gã thích khách đó cũng đã rơi vào cảm bẫy lấy mình làm mồi nhử của Ngưu Hữu Đạo, bị Hiểu Nguyệt các bao vây tiêu diệt. Tại hiện trường, ngoại trừ đám người Ngưu Hữu Đạo, nhìn thấy thực lực chân chính của người đàn ông áo bông cũng chỉ có đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ. Trong tình huống bị Hiểu Nguyệt các vây kín, người của triều đình bên ngoài không có khả năng nhìn thấy tình huống người đàn ông áo bông ra tay. Lúc đó, Hiểu Nguyệt các không thấy nên không biết, nhưng Vạn Động Thiên Phủ và Hiểu Nguyệt các đang trong giai đoạn hòa hợp. Trước mắt không có lý do gì để hại y, hắn sẽ bảo vệ bí mật cho y đối với ngưu hữu đạo mà nói theo lý triều đình không biết trong tay hắn đang có cao thủ bảo vệ đỉnh cấp không nghĩ đến khi huy động nhân lực đã huy động được nhân vật như tông nguyên thử hỏi hoàng liệt làm sao mà tin tưởng bên cạnh ngưu hữu đạo có còn cao thủ nào có thể giao đấu với tông nguyên hay không tông nguyên quản phương nghi âm thầm khiếp sợ bỏ tay vào trong tay áo nắm chặt phù triệt chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp thiên kiếm phù trong tay quản phương nghi còn có người đàn ông áo bông đây chính là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo có thể thủ vững ở đây. Tương tự, Tông Nguyên Khí Định Thần Nhàn từ trên không trung nhìn xuống, ánh mắt lấp lóe. Rút lui về cảnh giới, Viên Cương đang đứng trên đỉnh núi quan sát quát lên với Tô Nhân Kiệt, Tô Nhân Kiệt không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Phòng tuyến bên dưới đã loạn, khoảng cách bao trùm của mưa tên có hạn, cộng thêm các đệ tử phi hoa các cũng đã tìm ra được cách, trong trường hợp bất đắc dĩ đã dùng thi thể của đồng môn sông về phía trước. Mặc dù nhân số còn sống vào đến không nhiều, nhưng đều là đệ tử tinh anh của Phi Hoa Các. Rất nhiều đệ tử trúc cơ kỳ đã ngã xuống dưới mưa tên và cương mâu, chạy ra được cơ hồ đều là đệ tử cảnh giới kim đan. Phí Trường Lưu và một đám trưởng lão đích thân lao ra chém giết. Toàn bộ đệ tử Lưu Tiên Tông đều tham gia vây đánh. Luận thực lực, bọn họ không bằng đối thủ Phi Hoa Các còn sót lại. Mặc dù mưa tên trước đó đã làm tiêu hao pháp lực của đối phương không ít, nhưng chống cự vẫn gian nan như cũ. Chương 864, cứng đối cứng. Phi Hoa Các và chân Linh Viện có thể tỏa chấn Nam Châu, tất nhiên không phải môn phái như Lưu Tiên Tông có thể so sánh. Người đông thế mạnh quần ẩu, khiến đệ tử Lưu Tiên Tông tử thương vô số. Lưu Tiên Tông cũng đang liều mạng, muốn lui cũng không thể lui. Một khi bại lui, nguy cơ diệt môn nằm ngay trước mắt. Đã đến tình trạng này, còn không liều mạng thì chờ đến khi nào. Trước đó còn tưởng rằng là một đám người đang diễn luyện, sao cũng không nghĩ đến đảo mắt đã biến đùa thành thật, đứng trước nguy cơ diệt môn phi hoa các cũng không có đường lui lực lượng môn phái đã bị tổn thất nặng nề cho dù chiếm được nam châu rất nhiều đệ tử đã chết cũng khó mà quản lý nam châu biết rõ như thế nhưng vẫn không thể lui một khi bại lui triều đình không lĩnh tình đệ tử phi hoa các sẽ chết vô ích thực lực tổn thất quá lớn ngược lại còn chọc giận triều đình phi hoa các sao có thể sống yên ổn được chỉ có thể liều mạng đánh thắng khi đó triều đình cảm kích công lao sẽ còn hy vọng tái khởi tào ngọc nhi máu me khắp người tóc tai bù xù, bị một đám người vây công, không ngừng giống thảm. Dự uy tiến trận đánh rối tinh rối mù vừa rồi vẫn còn. Mặc dù người nào cũng trải qua xa trường tôi luyện, nhưng đối mặt với tấn công của tu sĩ, căn bản ngăn không được. Mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng người ta một trường đánh bay một mảng lớn, một kiếm quét ngang, máu thịt phăng tung tóe như mãnh hổ sông vào bầy cừu, rất nhiều binh sĩ bị chém như chém dưa thái rau, đồng loạt ngã xuống đất. Trong nháy mắt, sợ là đã có hơn ngàn binh sĩ ngã xuống bị đám binh sĩ này trộn lẫn, đệ tử Lưu Tiên Tông bị gò bó tay chân, mà đệ tử Phi Hoa Các cũng mặc kệ những thứ này. Chỉ cần không phải người nhà, gặp người là buông tay buông chân cuồng giết. Đương đương đương, binh sĩ chật vật lao ra được, nhanh chóng như thủy triều rút lui lên núi. Trên núi, lệnh kỳ tung bay, nhân mã rút lui nhanh chóng một lần nữa kết trận giữa sườn núi. Toàn bộ cung tiến lẳng lặng chờ, bỏ mặc Lưu Tiên Tông và Phi Hoa Các chém giết nhau. Chỉ cần phi hoa các có người chạy lên, Từng làn mưa tên sẽ áp chế xuống, cố gắng giữ vững phòng tuyến bên này. Viên Cương nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn phi cầm chở theo một đám người bay qua, không khỏi quay đầu nhìn về phía Sơn Trang. Đám người Trần Bá cũng nhìn lại, trong lòng có sự lo lắng. Trên lầu các bên trong Mao Lư Sơn Trang, mọi người đã phát hiện có phi cầm địch quân bay đến. Một người áo đen thổi còi, 10 con phi cầm đang nghỉ ngơi trong Sơn Trang một lần nữa vỗ cánh bay lên. Đám người áo đen bay tán loạn, nhảy lên 10 con phi cầm tiếp tục chặn đường quân địch đang bay đến. Người bên ngoài không để cho bất kỳ ai tùy tiện đánh vào Mao Lư Sơn Trang, cao tầng hiểu nguyệt các bên trong Sơn Trang hạ tử mệnh, ra lệnh mọi người phải bảo vệ. Một tu sĩ mặc thường phục hoạn quan điều khiển một con phi cầm quay sang nhìn Tông Nguyên, trầm giọng nói, Tông Tiên Sinh, người đang chống kiếm đứng trên lầu các chính là Ngưu Hữu Đạo, có phải ngươi nên ra tay rồi không? Mà Tông Nguyên vẫn bình thường, ông ta đương nhiên sẽ ra tay, nhưng không ra tay một cách dễ dàng. Triều đình động vào người của ông ta, ông ta làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Ông ta đã nhìn thấy tình hình chiến đấu bên dưới, chứng tỏ thực lực phòng ngự của đối phương rất mạnh. Ông ta cũng không ngại để nhân mã của triều đình trả giá nhiều một chút. Chẳng lẽ còn muốn ông ta bảo vệ người của triều đình nước Yến? Ông ta có khoan dung độ lượng cũng không đến tình trạng đó. Đương nhiên, ông ta sẽ không nói như vậy, người không nhìn thấy người bên dưới rất khí định thần nhàn sao? Nhất định là hắn đang có lực lượng nào đó ta không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì phải đắc thủ. trong sơn trang còn rất nhiều người, để ngăn ngừa bị quấy nhiễu, vẫn nên chờ một chút. người đang đứng trên lầu các nhìn lên trời cũng cảm thấy kỳ lạ, nhất là bản thân nghiêu hữu đạo. nếu đã đến đây vì hắn, vì sao tên tông nguyên kia lại chậm chạp không ra tay, chẳng lẽ chỉ đến xem náo nhiệt? bọn họ không biết ân oán giữa tông nguyên và triều đình. cho dù đầu óc nghiêu hữu đạo không phải tầm thường cũng không biết được nguyên nhân. Trên không trung, những kẻ tập kích nhảy xuống một lần nữa bị đám người áo đen bịt mặt chặn lại. Khi hai bên giao chiến rơi xuống đất, thấy người của quân địch đánh qua được bên này, hai người áo đen che mặt trong sơn trang cùng vẫy tay, 200 người một lần nữa bay ra ngoài nhanh chóng tiếp viện. Người bịt mặt áo đen trước sau có gần 400 người gia nhập chiến cuộc, cùng với 300 kẻ tập kích chém giết một trận. Mọi người tung hoành trong núi, âm thanh ầm ầm không ngừng, đất đá bay tứ tung, khiến người ta có cảm giác trời long đất lở. Bên trên lầu các thương thục thanh nhìn thấy quá nhiều cao thủ tu sĩ đại chiến, không khỏi hoảng sợ. Khóe miệng hoàng liệt căng cứng, ngẫu nhiên coi trọng nghiêu hữu đạo hơn. Ông ta không biết nghiêu hữu đạo đào đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Ba phái lưu tiên tông không có nhiều cao thủ như thế mới đúng chứ. Nếu là cao thủ ba phái, làm gì có chuyện che mặt không dám gặp người. Sau lưng nghiêu hữu đạo chắc chắn có lực lượng ủng hộ hắn mà ông ta không biết. Ông ta phát hiện mình đã coi thường thực lực trên tay nghiêu hữu đạo, tình hình chiến đấu dường như bất lợi cho phe mình, tu sĩ hoạn quan trên phi cầm trầm giọng nói, tông tiên sinh, người trong sơn trang không nhiều, người nên ra tay đi. Nếu không, ta có lý do hoài nghi người đang muốn tiêu hao thực lực của triều đình. Người bịt mặt áo đen trong sơn trang đúng là không nhiều, nhưng vẫn có hơn trăm người. Hiểu nguyệt các tập trung thêm 500 cao thủ bảo vệ Mao Lư Sơn Trang, nói chính xác là bảo vệ người nào đó trong Sơn Trang. Bốp, Tông Nguyên đột nhiên ra tay, tát cho gã tu sĩ hoạn quan một bà tai, khiến cho khóe miệng của gã phải chảy máu. Ông ta ra tay nhanh đến nỗi đối phương không kịp tránh né. Ta cần ngươi ồn ào dậy ta sao? Tông Nguyên lạnh lùng nói một câu. Tu sĩ hoạn quan kia tức giận nhưng không dám nói gì, dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng. Tông Nguyên cũng không thở ơ nữa. Sau một khắc, thân hình lóe lên, hai tay vung cao, lộn nhào lao xuống, nhanh chóng lướt đến Mao lư sơn trang. Bên trên lầu các rối loạn tưng bừng, thấy Tông Nguyên xuất thủ, đám người hoàng liệt vội vàng rút kiếm, giống như lâm đại địch. Người áo đen bịt mặt canh giữ chung quanh cũng lách mình lao lên. Hơn 10 người bay lên đỉnh chóp, nhìn người từ trên không trung lao xuống. Nghiêu hữu đạo hai tay chống kiếm vẫn bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Quản Phương Nghi, rồi lại nhìn Thương Thục Thanh. Quản Phương Nghi hiểu ý gật đầu, vẫy tay gọi Lão Thập Tam đến căn dặn. Nếu có gì không ổn xảy ra, lập tức mang Thương Thục Thanh đến chỗ Trang Hồng. Mắt thấy Tông Nguyên từ trên cao phi thân xuống, thân hình như thiên ngoại phi thiên, hơn 10 người bịt mặt áo đen từ lầu các đồng thời nhảy ra, liên thủ đánh ra kiếm khí như lưới, bắn ngược về phía Tông Nguyên. Chỉ thấy Tông Nguyên vung tay, nhờ pháp nhãn có thể thấy được hoàng quang như lốc xoáy, rảo sát kiếm võng. Hơn 10 luồng kiếm khí bị đánh bay tứ tán, kiếm khí lăng lệ trở nên như ngón tay mềm, hoàn toàn không áp sát được cơ thể Tông Nguyên. Tông Nguyên lăng không vỗ tay một cái, kiếm khí lượn vòng, chém ngược lại hơn 10 người bịt mặt áo đen đang vọt tới. Mọi người không ai biết đây là thuật pháp gì. Người đàn ông áo bông đang nhìn chằm chằm lên tiếng, quả nhiên là Tông Nguyên. ầm ầm, không chung không ngừng vang lên tiếng nổ. Kiếm khí của hơn 10 tu sĩ đánh ra bị phá vỡ, không thể không rơi xuống lại. Cuồng phong trên không trung đánh tới. Đám người trên lầu cắt giống như bị gió lốc thổi chúng. Thương Thục Thanh thậm chí đứng không vững, lung lay như sắp đổ. Ngân Nhi đang ôm hộp cơm ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn người đàn ông áo bông, chỉ thấy quần áo của y bay không giống những người khác. Quần áo của người ta đều bay phần phật trong cuồng phong, còn của y thì cứ bay chậm chậm, khiến người ta có cảm giác như đang bay trong gió. Khí tức bắt đầu khuếch tán trên lầu các, chương 865, Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm tội Thành. Một, đến khi mọi người phát hiện nhìn sang, ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Người đàn ông áo bông đã xuyên qua trận cuồng phong, phóng lên tận trời, tốc độ kinh người cạch một âm thanh vang lên giữa trời trong khoảnh khắc tông nguyên và người đàn ông áo bông chạm nhau hai người đã cứng đối cứng với nhau một trưởng trên không mau lư sơn trang tông nguyên giật mình mượn lực va chạm nhanh chóng đằng không lui về đằng sau để giảm bất lực đám người hoàng liệt cũng giật mình không ít đây là ai tại sao lại có thể cứng đối cứng với tông nguyên người đàn ông áo bông như sao trổi hạ xuống vung tay phóng ra khí cương màu đỏ như chiếc ô nhanh chóng ổn định thân hình đáp xuống lầu các trước mặt mọi người y giữ vững cân bằng, hai tay vung lên như cánh bướm, hai chân đạp đạp, giống như bước trong hư không, tư thái buông thả, sau đó một lần nữa phóng lên trời. Cảnh tượng này khiến người trên lầu các chấn kinh, phần lớn tu sĩ chỉ có thể càng bay càng thấp, muốn tái khởi phải mượn lực mới được, nhưng người này có thể tái khởi trong hư không, đây gần như được xem là phi hành chân chính, nói rõ chân khí trong cơ thể y đã đạt đến tình trạng thực chất hóa, khi ngự khí vẫn có thể huy sái tự nhiên. Người bịt mặt áo đen muốn ra tay lần nữa hơi kinh ngạc. Có cao thủ như vậy ra tay, bọn họ không cần thiết phải tham gia nữa. Tham gia vào chẳng khác nào tự tìm cái chết, tất cả dừng tay, đứng trong sơn trang ngẩng đầu quan sát. Phi cầm chờ tu sĩ Hoạn Quan cứ lượn quanh trên không trung. Đang xa có một con phi cầm chờ Ca Miểu Thủy và Cao Thiếu Minh bay đến, từ trên cao quan sát toàn diện tình hình chiến đấu. Từ trên cao, Tông Nguyên đã mệt mỏi cúi nhìn đối phương bên dưới, thấy người đàn ông áo bông một lần nữa bay lên không, hai tay liền vung cao luồng khí xoáy màu vàng tuôn ra dưới chân lập tức nâng ông ta nhanh chóng bay lên cao hơn nữa vừa rồi ông ta muốn dò xét hư thực một chiêu cứng đối cứng khiến ông ta kinh ngạc lẫn khó hiểu người giao thủ với ông ta không lộ chân dung ông ta muốn đoán xem đối phương rốt cuộc là ai nếu thật sự là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ khi ra tay ông ta nhất định phải biết mới đúng thấy tông nguyên tăng tốc bay lên người đàn ông áo bông lượn vòng hai tay vung vẩy thẳng tắp xoay tròn Thấy Tông Nguyên không cần mượn lực cũng có thể cân bằng trên không giống như mình, tu sĩ hoạn quan không khỏi kinh hãi, thầm than không hổ là cao thủ xếp thứ bảy trong đan bảng. Ca Miểu Thủy khống chế phi cầm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Nhìn người áo bông vung tay bay lên không, hai chân lơ lửng, Ca Miểu Thủy không khỏi hoảng sợ, không biết người đó là ai. Đám người nghiêu hữu đạo bên trên lầu các ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy cũng chỉ là mấy điểm đen. Tông Nguyên lão nhi, tại sao lại chạy trốn? Người đàn ông áo bông hỏi một câu, Tông Nguyên giận tím mặt, hai tay hất lên vào tới, người đàn ông áo bông cũng phất tay phóng đi. Cạch, trong nháy mắt hai người chạm vào nhau, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Một khắc chạm vào nhau, cương phong đánh ra bốn phía, đảo loạn khí lưu trên không trung, khiến hai con phi cầm đang chờ người quan chiến phải vỗ cánh, ổn định thân hình. Bóng hai người xen kẽ nhau trên không trung, thực lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong. Chợt, âm thanh kịch chiến bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy bốn cánh tay hai người quấn lấy nhau. Người khóa cánh tay của ta, ta khóa cánh tay của ngươi, ai cũng không chịu buông tay ai, gương mặt dán sát vào nhau, bốn mắt rằng co. Hai người xoay tròn trên không trung, chậm rãi hạ xuống. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tông Nguyên quát hỏi, giao thủ cả nửa ngày, ông ta vẫn nhìn không ra lai lịch của đối phương. Người có thực lực như vậy, tuyệt không phải là người vô danh trong giới tu hành. Người đàn ông áo bông đáp, ta là người phương nào không quan trọng, quan trọng ngươi đường đường là tông nguyên không nghĩ đến lại làm chó săn cho triều đình ta cũng muốn biết triều đình nước yến đã cho ngươi chỗ tốt gì ngươi giúp nam châu có khác gì ta đâu ngươi không ra tay ta tất nhiên sẽ không ra tay với ngươi dấu đầu co mặt chỉ đáng là bọn chuột nhất nếu ngươi muốn chết vậy thì đừng trách ta tông nguyên hừ lạnh hai vai lắc một cái thân hình phóng ra khí cơ màu vàng quấn về phía đối phương hai tay người đàn ông áo bông đẩy một cái song phương trong nháy mắt tách ra Y phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị khí kình màu vàng quấn quanh, tứ chi run lên một cái, cạch một tiếng, phá nát khí cơ. Hai tay Tông Nguyên khuấy lên một luồng mây vàng, giống như một con rồng màu vàng quấn tới, trong khoảnh khắc trói chặt người đàn ông áo bông vừa mới thoát khỏi trói buộc, càng quấn càng chặt, siết đến mức ra tay người đàn ông áo bông đỏ bừng. Khí kình mềm dai, người đàn ông áo bông dùng hết pháp lực cũng không cách nào thoát khỏi. Càng kinh khủng hơn, hai tay giống như đang cầm đuôi rồng của Tông Nguyên khẽ động, trên mình con phi long sinh ra rất nhiều con rắn nhỏ chui vào trong mắt lỗ mũi của người đàn ông áo bông người đàn ông áo bông vận khí hộ thể đám rắn con có dùng sức như thế nào cũng không xâm nhập được vào cơ thể của y cánh tay cầm đuôi rồng của tông nguyên một lần nữa lay động đầu rồng há cái miệng lớn với răng nanh bên trong đột nhiên ngoạm vào đầu người đàn ông áo bông giấy ruộng người đàn ông áo bông lắc mình một cái khí cơ bừng bừng mặc dù bị con rồng cắn mạnh vào đầu nhưng răng nanh của nó vẫn còn cách mục tiêu một khoảng cách bằng ngón tay, khó mà tiếp tục gặm vào trong. Người của ngươi hình như đã rơi vào thế hạ phong, trên lầu các, Hoàng Liệt trầm giọng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ ông ta không hy vọng Ngưu Hữu Đạo sẽ thua, bởi vì về sau còn không biết Tông Nguyên có buông tha cho ông ta hay không. Ngẩng đầu nhìn không chung, sắc mặt Ngưu Hữu Đạo ngưng trọng. Nếu ngay cả người đó cũng không đỡ nổi đối phương, hắn xem như phiền phức rồi. Trước đó, hắn không nghĩ đến triều đình lại mời được Tông Nguyên đối phó hắn. Tốt, đúng là được mở mang tầm mắt, không hổ danh là cao thủ xếp thứ bảy trên đan bảng. Ca miểu thủy đứng trên phi cầm thấy Tông Nguyên đang chiếm thượng phong, vui vẻ gật đầu tán thưởng. Cao thiếu mình cũng sợ hãi, lắc đầu thán phục, thấy đối phương đang dùng hết pháp lực liều mạng với mình, tu vi hai người dường như ngang nhau, cứ rằng coi như vậy cũng không phải biện pháp. Thân hình Tông Nguyên đột nhiên trầm xuống, cùng với người đàn ông áo bông đang bị quấn chặt rơi xuống đất người đàn ông áo bông nhìn ra được ý đồ của đối phương muốn mượn việc hạ xuống để vung kích nện y xuống đất thịt nát xương tan ban đầu y còn có thể thi pháp chống cự nhưng tốc độ càng hạ xuống y rất nhanh phát hiện mình đang ở vào thế bất lợi không để đối phương lôi kéo y phải dùng hết pháp lực để giảm tốc độ hạ xuống vì thế pháp lực tiêu hao quá nhanh trong khi đối phương kéo xuống còn có thể mượn lực hút bên dưới nếu cứ tiếp tục như vậy y hoàn toàn không chiếm được phần thắng trong trước mắt y ngừng thi pháp giảm tốc độ kéo xuống. Tốc độ hai người từ trên không rơi xuống càng lúc càng nhanh. Tông Nguyên kéo lấy người, nhanh chóng phóng xuống đất. Khi hai người càng lúc càng gần mặt đất, người bên trên lầu các nhìn thấy rõ tình huống, sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt người đàn ông áo bông rơi xuống chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như quyết định việc gì đấy, chợt quát lên, vạn lý hàn quang, nhất kiếm tội thành. Đột nhiên phát giác khí thế bên trên không ổn, Tông Nguyên ngẩng đầu thật mạnh, chỉ thấy huyết quang lóe lên bên trong con hoàng long cạch một âm thanh vang lên giữa thiên địa người đàn ông áo bông đã hóa thành một cây kiếm cả người bao trùm trong một thanh kiếm hổ phách huyết sắc dài hai trượng kiếm vừa đánh ra trong khoảnh khắc đã cắt nát hoàng long đang quấn chặt hai ngón tay người trong kiếm biến thành kiếm dẫn thừa cơ chém một nhát về phía tông nguyên những người bên trên lầu các đều nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng đằng trước lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng thiên ngoại phi kiếm hùng vĩ đến như vậy chẳng khác nào cử kiếm chu ma đến từ cửu thiên chương 866, Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm Tội Thành. Hai, Thương Thục Thanh nhìn không ra bất cứ thứ gì, bất luận Tông Nguyên thi triển Hoàng Long quấn chặt, hay là người đàn ông áo bông bỗng nhiên hóa thành cự kiếm hổ phách huyết sắc, người không mở pháp nhãn sẽ không nhìn thấy được gì, chỉ thấy hai bóng người trên không chung. Vì thế, bọn họ sẽ không nhìn ra được uy lực chân chính khi giao thủ như thế nào. Ngồi trên phi cầm, ca miểu thủy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lấy thân hóa kiếm, liền la lên, đây là ai? Tông Nguyên giật nảy người, tốc độ hạ xuống của ông ta không thể giảm bớt được lực cản tấn công của thanh cự kiếm. Trong khoảnh khắc thanh cự kiếm hổ phách huyết sắc tập kích đến, nếu không kịp tránh né, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng. Trong lúc vội vã, hai tay ông ta vỗ một cái, giữ chặt thanh kiếm lại. Lấy thân hóa kiếm, đây không phải là thanh vân kiếm quyết mà sau đời thứ ba của Thượng Thanh Tông không còn ai luyện thành được nữa sao? Tông Nguyên kinh hãi kêu lên, sau đó vội sửa lại, không đúng, thanh vân kiếm quyết là kiếm ảnh màu xanh, còn của ngươi là màu đỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Không ai trả lời, cũng không kịp trả lời. Hai người đánh tới phía dưới một gò núi, những người đang chém giết trên gò núi giật mình, vội dừng chiến, lách mình chạy tứ tán. Một khắc vọt đến gò núi, Tông Nguyên hai tay kẹp thanh kiếm đột nhiên đẩy thanh kiếm ra, muốn chạy trốn. Thân ở trong kiếm, tay người đàn ông kết thành kiếm quyết, vung tay hất lên. Cự kiếm đột nhiên đâm xuống theo hình xoắn ốc, mũi kiếm xoay tròn sượt qua người Tông Nguyên, một luồng máu vang ra oanh sơn băng địa liệt gò núi giống như bị sét đánh xuống kiếm thế ầm ầm cự kiếm biến mất trong lớp đất đá bay tứ tung tất cả những người quan sát đều kinh hãi hít sâu một hơi như hữu đạo đứng trên lầu các nhìn ra xa có thể cảm nhận được chấn động truyền đến từ mặt đất thượng thanh tông vô thức kinh hãi lui về sau một bước lúc này nàng ta mới chính thức lĩnh hội được vì sao người ta lại nói thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ thử hỏi thiên quân vạn mã phàm phu tục tử làm sao có thể ngăn cản được nhân vật như thế. Đứng trên đỉnh núi, đám người viên cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn gò núi bị sụp kia. Trong đống đất đá bay tán loạn, tông nguyên bay lên, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Ông ta khẽ vỗ một trường vào hư không, cánh tay còn lại đã không còn. Vừa rồi ông ta không tránh kịp, bị cự kiếm xoay tròn chặt đứt mất. Ông ta khẽ vỗ bàn tay như cái đồng hồ cát, đất đá ầm ầm bay đến, thoáng chốc hình thành một cây búa thật lớn cánh tay cụt phung lên, điên cuồng đập xuống gò núi. Người đàn ông áo bông từ dưới hố nhảy lên, xoay người một cái, cự kiếm hổ phách huyết sắc lại xuất hiện, bổ xuống cây búa. Cạch, cây búa bị thanh kiếm chặt đứt thành hai đoạn, thanh cự kiếm cũng biến mất luôn. Trong đống đất đá bay tán loạn, người đàn ông áo bông tận dụng mọi thứ, hai tay liên tục gảy mười ngón tay, từng đạo huyết mang bắn ra. Tông Nguyên nhanh chóng xoay người tránh né, đồng thời rút cán búa về, đưa trước người để cản, không cho chúng phần quan trọng nhưng phần bụng lại bị ba luồng huyết mang xuyên thủng cương khí hộ thể, bắn ra ba luồng máu. Đất đá tạo thành cán búa bị huyết mang đánh tan, trong đống đất đá loạn như mưa, Tông Nguyên lách mình sông lên trời. Người đàn ông áo bông cũng đuổi theo, hai người lúc lên lúc xuống, bay song song với nhau sông thẳng lên trời trước mặt bao nhiêu người. Khóe miệng dính máu, Tông Nguyên nhìn xuống dưới, nhìn thấy lô máu trên bụng của mình, hai mắt nhìn người đuổi theo như muốn nứt ra, giáo chủ ma giáo lệ ma chỉ. Trong đầu ông ta nhớ lại thanh vân kiếm quyết lúc trước, trong khoảnh khắc đã đoán ra được điều gì đó, thì ra là ngươi. Người đàn ông áo bông cũng không lên tiếng, đuổi theo không bỏ. Tông Nguyên biết mình không thể rông dài, muốn chạy về phía khu rừng để trốn. Huyết quang lóe lên trong không trung người đàn ông áo bông một lần nữa lấy thân hóa kiếm, cự kiếm bắn ra, không có lực cản của cơ thể, tốc độ càng nhanh. Khoảng cách với đối phương vốn không xa, trong nháy mắt một kiếm đuổi tới. Tông Nguyên vẫy cánh tay cụt, một con hoàng long xuất hiện cuốn lấy cự kiếm. ông ta xoay người nắm chặt mũi kiếm, nghiêm mặt nói: người nhất định phải đuổi cùng giết việt sao? người đàn ông áo bông trong kiếm trầm giọng nói: ta vốn rất hâm mộ ngươi, nhưng ngươi lại không lo làm người đàn ông tiêu dao của mình, nhất định phải cuốn vào chuyện này. đã bước một chân vào, người còn có thể rút ra sao? trong đầu tông nguyên lóe lên nhiều suy nghĩ, biết đối phương không sai, bây giờ đã không còn cách nào khác, giết không được nghiêu hữu đạo triều đình cũng không để ông ta yên, ông ta chỉ có thể tìm cơ hội để ra tay mà thôi. Cho dù triều đình thả người, nhưng những người kia đã bại lộ, chẳng khác nào cột một sợi dây vô hình vào người ông ta, bất cứ lúc nào cũng có người kéo. Gương mặt ông ta tràn ngập sự bi phẫn, ta chỉ là thân bất do kỷ. Ngươi và ta đều đã không còn đường lui, vậy để ta tiến ngươi một đoạn đường. Người đàn ông áo bông dứt lời, phất tay tạo kiếm quyết, cự kiếm hổ phách huyết sắc nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một chùm huyết vũ rào sát giữa trời một người một kiếm tuần tự rơi xuống ầm um, tông nguyên đã mất đi một nửa thân hình rơi xuống mặt đất máu dần dần thấm vào trong đất một khắc kiếm rơi xuống đột nhiên biến mất chỉ còn lại người đàn ông áo bông nhẹ nhàng đáp xuống đất lẳng lặng nhìn tông nguyên mắt đang khép hờ đám người tập kích xung quanh bị dọa sợ ngay cả tông nguyên cũng bị giết ai còn dám đến gần y nữa tất cả nhanh chóng quay đầu chạy trốn triệu tông nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông áo bông yếu ớt nói một câu ánh mắt như có chuyện muốn phó thác nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra hai mắt đã ngây dại không còn động tính cũng mất đi khí tức cao thủ quyết đấu không có chuyện đánh lung tung khi hai bên bắt đầu giao thủ cũng không kéo dài bao lâu rất nhanh đã phân ra thắng bại mặc cho máu dính đầy người người đàn ông áo bông nhìn về phía mao lư sơn trang hai tay hất lên lắc mình bay lên không hai cánh tay gian rộng như một con chim lớn lướt qua đám người đang giao chiến bên dưới y mặc kệ bên dưới ai thắng ai thua y cũng không vì đám người bịt mặt áo đen của Ngưu Hữu Đạo mà đuổi theo giết từng người tập kích. Nhẹ nhàng đáp xuống lầu các bên trong Mao Lư Sơn Trang, y chậm rãi bước đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, gương mặt vẫn bình thản. Không khí bên trên lầu các lạnh ngắt như tờ, ai nấy đều kinh ngạc nhìn y. Hoàng Liệt nhìn y rồi lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, Ngân Nhi ôm hộp cơm, ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, bước đến nhìn người đàn ông áo bông. Y cũng nhìn lại cái thùng cơm đằng trước mặt mình, liếm liếm ngón tay dính đầy dầu mỡ, Ngân Nhi muốn đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông áo bông xuống. Ánh mắt người đàn ông tràn ngập vẻ ghét bỏ, giơ tay đẩy tay nàng ta ra. Nhìn tình huống này, người không biết rõ đều cho rằng cô gái này ngớ ngẩn, định tìm cái chết hay sao. Ngân Nhi lập tức trừng mắt, có vẻ không vui. Lúc này, đến phiên quản phương Nhi đổ mồ hôi lạnh dùm cho người đàn ông áo bông. Người có thể giết Tông Nguyên, nhưng sợ còn chưa lọt nổi vào mắt yêu vương này. Quan trọng là đừng liên lụy đến chúng ta thương thục thanh lại lo lắng cho ngân nhi vội kéo ngân nhi ra thấp giọng khuyên ngân nhi đừng làm loạn mà mặc dù ngân nhi bị thương thục thanh kéo ra nhưng vẫn quệt miệng mắng người đàn ông áo bông người xấu người đàn ông áo bông vốn nhìn nàng ta như nhìn thùng cơm cũng lười so đo với loại đàn bà ngớ ngẩn này đám tập kích nhảy dù bắt đầu chạy tứ tán tông nguyên vừa chết sĩ khí lập tức tan tác đối mặt với người áo đen bịt mặt bọn chúng vốn đã không chịu đựng nổi bây giờ ngay cả tông nguyên cũng chết còn liều mạng cái gì nữa chứ? Cho dù chiến đấu tới cùng, bên cạnh Như Hữu Đạo có cao thủ bảo vệ, hoàn toàn không thể giết được hắn. Liều chết đến cùng cũng chỉ chịu chết mà thôi, chẳng cần thiết phải liều mạng, trốn là trên hết. chương 867, đây là kết quả cho việc phạm vào Mao Lư Sơn Trang ta. Thấy đám người bịt mặt áo đen muốn truy sát, Nghiêu Hữu Đạo lên tiếng, giặc cùng đường chớ đuổi. Một người bịt mặt đứng trên tường rào lập tức hết dài, ngừng truy sát. Đoạn hổ, lôi tông khang, mô tam lương. Nghiêu hữu đạo kêu lên, ba người cùng nhau tiến lên, chắp tay nói, đạo ra. Nghiêu hữu đạo đưa lưng về phía ba người, mắt nhìn đằng trước, nói, ba người các người lĩnh một trăm nhân thủ, nhanh chóng tiếp viện Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn. Rõ, ba người lĩnh mệnh, lập tức liên lạc với những người bịt mặt, sau đó lĩnh trăm người lao đi. Cường địch đã lui, bây giờ có rút lực lượng phòng ngự trong Sơn Trang đi hết, Nghiêu hữu đạo cũng không sợ, cũng âm thầm thở phào một hơi. Ban đầu hắn còn sợ người đàn ông áo bông không phải là đối thủ của Tông Nguyên, khiến hắn phải căng thẳng đề phòng. Hắn lấy làm may mắn khi đã có sự phòng ngừa chu đáo, mời người này đến trước. Nếu không, chiếu theo nắm chắc ban đầu, sợ là đã đem tảng đá đập chân mình rồi. Đương nhiên, cũng vì người đối mặt là triều đình nước Yến, muốn cứng đối cứng với đám quái vật này, ngay từ đầu hắn đã rất cẩn thận, có thể vận dụng được lực lượng nào thì vận dụng ngay. Lần này, có thể nói là hắn đã lấy ra tất cả lực lượng của mình ngạnh kháng với triều đình nước Yến một lần. Nhìn quần áo dính máu của người đàn ông áo bông, như Hữu Đạo giơ ngón tay cái với y, quả nhiên là cao thủ. Người đàn ông áo bông im lặng, khẽ liếc hắn một cái. Trên không trung nhìn không rõ lắm, Tam Miểu Thủy khống chế phi cầm hạ thấp xuống, lướt qua một chút, thấy được Tông Nguyên đang nằm trên mặt đất, kinh hãi không thôi. Cộng thêm cao thủ đột kích chạy tán loạn, Tam Miểu Thủy biết sự việc không còn cứu vãn được nữa, vội điều khiển phi cầm bay lên không chạy trốn. Cảnh tượng này lọt vào mắt Nghiêu Hữu Đạo, trước đây, tình huống đốc chiến trên không đã khiến hắn hoài nghi thân phận đối phương không đơn giản. Hắn chỉ tay lên không chung, nhìn xem trên con xích liệp điêu là ai, xem có bắt được hay không. Mấy người áo đen nhanh chóng nhảy lên hai con xích liệp điêu đuổi theo. Trên đỉnh núi, mắt thấy tu sĩ tập kích nhảy dù vào đến, Trần Bá và Ngô Lão Nhị nhanh chóng bảo vệ trước người Viên Cương. Trách nhiệm lần này của bọn họ chính là bảo vệ Viên Cương. Nhưng đám tu sĩ này chẳng còn tâm tư giao chiến, chỉ lo chạy trốn, nào còn dám dây dưa. Bọn họ chợt lóe lên, vượt qua chiến trường bên dưới, nhanh chóng lướt đi. "Trưởng môn, bọn chúng chạy rồi." Trong đám đệ tử Phi Hoa Các đang bị vây đánh, có người hô to. Tào Ngọc Nhi tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết máu vung kiếm bước lui vài người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy đám cao thủ nhảy dù đang chạy trốn. Nhìn lại, đều là đệ tử Hoa Phi Các chết đầy đất. "A!" À. Tào Ngọc Nhi ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu bi thống, biết mình đã thất thủ. Phi hoa các bỏ ra cái giá lớn đến như vậy lại thất bại, bảo nàng ta làm sao mà chịu nổi. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm phát tiết cảm xúc. Sau khi tỉnh táo lại, nàng ta lớn tiếng nói, rút lui. Nhưng đã muộn rồi, hơn 100 người bịt mặt áo đen từ trên đỉnh núi lao xuống, gia nhập chiến đoàn, gấp rút tiếp viện cho đệ tử Lưu Tiên Tông. Nhìn thấy một đám cao thủ viện trợ, mặc dù không rõ là ai, nhưng nhất định là giúp đỡ cho bên mình, ai nấy đều máu me khắp người nhưng tinh thần lại phấn chấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đạo gia đã thắng, bắt đầu triển khai phản kích giết. Tình huống tương tự phát sinh tại phòng tuyến bốn phương tám hướng. Khi tiếng chém giết hoàn toàn ngừng lại, quân đồn trú trên núi bắt đầu hướng ra ngoài, thu dọn chiến trường, gom tất cả mũi tên và thép mâu lại. Khi phát hiện vẫn còn kẻ địch kéo dài hơi tàn, tất cả đều lập tức rút thép mâu đâm liên tiếp, máu văng tung tóe. Người nào chết thật cũng vẫn bị đâm mấy phát, đề phòng giả chết. Những người chuyên quét dọn chiến trường sẽ có kinh nghiệm về việc này. Nghe tiếng đánh nhau đã ngừng lại, viên phương đang lén lút trốn ở chỗ nào không biết chui ra nhìn tình huống, thấy đám người như hữu đạo không chút hoang mang bước xuống lầu các, y lập tức yên tâm, vung tay áo vui vẻ chạy về phía như hữu đạo. Mặc dù y tránh được nguy cơ, nhưng lại bỏ qua cảnh tượng đặc sắc có thể giúp mở mang tầm mắt. Đạo ra, chúng ta thắng rồi sao? có cần ta dẫn người đi quét dọn chiến trường hay không? Viên Phương lấy lòng, nói, quản Phương nghi liếc mắt một cái, bà ta đã lĩnh giáo qua người này, biết y rất có hứng thú đối với việc quét dọn chiến trường, liền phất tay, đi đi, đi đi. Nghiêu Hữu đạo chống kiếm bước ra cổng Sơn Trang, tự mình nên đón người ba phái sau trận huyết chiến trở về. Phí trường lưu, trịnh cửu tiêu và hạ hoa một thân đầy máu cùng với đám người viên cương trở về. Đệ tử sau lưng còn kéo theo hai người, một thoi thóp, một đứt chân. Viên cương vừa đến, nhẹ gật đầu với nghiêu hữu đạo, sau đó đứng sang một bên. Đạo gia, cũng may không làm nhục sứ mệnh, ba người phí, hạ, trịnh chắp tay phục mệnh, nghiêu hữu đạo nhìn bờ vai được băng bó của hạ hoa, biết rõ bà ta đang bị thương. Nhìn dáng vẻ chật vật của ba người, ngay cả trưởng môn cũng bị thương, có thể thấy được giao chiến khốc liệt đến cỡ nào. Hắn hỏi, hạ trưởng môn, người không sao chứ? Không chết được, hạ hoa cười khổ, lại hỏi, đạo gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? lông mày hoàng liệt cao lại, thầm nhủ trong lòng, đã đánh thành cái dạng này rồi mà còn không biết chuyện gì xảy ra, thật hay giả vậy. Nếu không biết, các người cũng có thể liều mạng sao. Nghiêu Hữu đạo nói, trước đó ta nhận được tin tức, triều đình muốn nội ứng ngoại hợp gây bất lợi cho ta. Trước đó ta không biết thực hư, cho nên không thông báo, các vị vất vả rồi. Hắn cứ nắm chặt nội ứng ngoại hợp không buông, quản phương nghi lặng lẽ liếc mắt nhìn phản ứng của đám người đại thiền sơn, quả nhiên sắc mặt người nào cũng khó coi. Nội ứng ngoại hợp, ba vị trưởng môn lấy làm lạ, liếc mắt nhìn nhau. Sự thật đã chứng minh không liên quan gì đến các người, có lẽ là một người khác. Nghiêu hữu đạo nói một câu, phủi sạch quan hệ, khiến lông mày hoàng liệt cao lại lần hai. Nghiêu hữu đạo cũng không nói gì thêm, hất cầm với hai người kia, hai người này là ai. Hạ hoa chỉ người đàn ông đang thoi thóp, đây là trưởng môn chân linh viện kim vô quang. Phí trường lưu chỉ người bị chém đứt một chân, trưởng môn phi hoa các tàu ngọc nhi. Tấn công chúng ta bên ngoài chính là hai người này, tất cả đã nhận tội. Người nào còn sống đều được tập trung dưới núi. Trịnh Cửu Tiêu nói, người nào nhanh chân đã chạy thoát, nhưng không nhiều. Trên thực tế, nếu không nhờ người bịt mặt áo đen tương trợ, cũng không bắt được hai trưởng môn này. như Hữu Đạo ừng một tiếng, giơ kiếm trong tay về phía cầm tàu Ngọc Nhi. Tào Ngọc Nhi không phục lắc đầu, phi lại còn phun một ngụm nước bọt vào người Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo thi pháp chặn lại nước bọt còn chưa chạm vào cơ thể hắn đã rơi xuống. Đoạn hổ tiến lên, bốp một cái, tát vào mặt Tào Ngọc Nhi, còn nắm chặt mái tóc dài của nàng ta kéo ra đằng sau, để gương mặt được lộ ra. Như Hữu đạo dùng vỏ kiếm chạm chạm vào gương mặt nàng ta, hỏi Tào trưởng môn, không phải nói ba ngày mới đến gặp ta sao? Sao nhanh như vậy đã đến rồi? Tào Ngọc Nhi không thể không ngẩng cao đầu, máu me đầy mặt, tức giận nói, Như Hữu đạo, coi như ngươi lớn mạng, sẽ có ngày ngươi chết không yên lành. Lúc trước ta gặp ngươi, khi ngươi còn trẻ thì còn có mấy phần xinh đẹp, tại sao không lấy chồng sinh con, giúp chồng dạy con, tham gia chi vào những việc chém chém giết giết này, sao phải tự làm khổ mình chứ? Nghiêu hiếu đạo thở dài, buông kiếm hỏi các người định xử trí như thế nào? Hạ Hoa nghiến răng nói, đệ tử ba phái chúng ta chết trong tay bọn chúng sợ không dưới hai ngàn. Quân đồn chú tử thương còn nhiều hơn, phí trường lưu hỏi, đạo gia không định buông tha cho ả ta chứ? Trịnh cửu tiêu cũng nhìn sang, ba phái gặp đại kiếp, tổn thất nhiều người như vậy, tất cả đều hận không thể đem chân linh viện và phi hoa các đuổi cùng giết tuyệt để rửa mối hận này mới được. Nghiêu hiểu đạo nhìn phản ứng của ba người, bình tĩnh nói tất cả cũng chỉ là binh sĩ bị người ta lợi dụng, chết sống không quan trọng. Mau dẫn bọn họ đi rửa giấy sạch sẽ, trị liệu vết thương, sau đó đem bọn họ cùng với những người còn sống ra đầu đường quận Thanh Sơn làm mồi, bố trí mai phục. Nếu có đệ tử hai phái này đến cứu, chu sát ngay tại chỗ, để người trong thiên hạ biết, đây chính là kết quả của việc phạm vào Mao Lư Sơn Trang ta. chương 868, thịt treo bên miệng, ba vị trưởng môn nghe xong liền gật đầu, nếu để bọn chúng chết như vậy thì quá tiện cho bọn chúng rồi. Kim vô quang đang thoi thóp liền kích động, hô hấp gấp rút. Tào Ngọc Nhi bị nắm chặt tóc giấy rụa gào thét, như hiếu đạo, cầu tặc, ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Mang đi, trịnh cửu tiêu phất tay, quát to một tiếng, ô ô, kim vô quang rên lên, miệng mũi toàn máu đen, kích động vô cùng, cầu tặc cầu tặc nghiêu hữu đạo người sẽ chết không yên lành tào ngọc nhi bị kéo đi điên cuồng gào lên tiếng kêu tràn ngập sự tuyệt vọng hai người không nghĩ đến nghiêu hữu đạo ra tay lại độc ác như vậy hắn muốn hủy diệt chân linh viện và phi hoa các một cách triệt đề đường đường là trưởng môn lại bị treo ngoài tường thành còn có trưởng lão sư huynh đệ tử chân linh viện và phi hoa các sẽ đến cứu sao cứu lấy cái gì mà cứu cao thủ trong môn tổn thất hầu như không còn chỉ bằng đám tiểu đệ tử tu vi không ra hồn, còn có thể đi cứu người sao? Tính mạng của trưởng môn, trưởng lão, sư huynh nằm trong tay người khác, ném chuột sợ vỡ bình, còn có thể đến cứu à? Chẳng lẽ chạy đến để chịu chết, tìm cao thủ khác đến cứu? Như Hữu Đạo không phải tu sĩ bình thường, lại có thể chi phối tu sĩ có đại quyền nhất định ở thế tục, liên quan không nhỏ. Người không có bối cảnh tương đương sẽ không dễ tham gia vào những chuyện này. Huống chi, xuất động nhân thủ nhiều như vậy để tập sát mà còn thất bại ngay cả cao thủ xếp thứ bảy trong đan bảng là tông nguyên mà còn chết ở đây ai dám tùy tiện nhúng tay chứ không cứu giới tu hành và thế tục có sự khác nhau coi trọng chính là sư thừa và truyền thừa môn phái đây chính là căn bản của giới tu hành hậu quả không cứu cũng có thể nghĩ về sau đệ tử chân linh viện và phi hoa các không thể ngẩng đầu trong giới tu hành không có lực lượng cạnh tranh bên ngoài kết quả chính là tan đàn xẻ nghé sau khi đi rồi không ai dám nói mình là đệ tử của chân linh viện và phi hoa các nữa hai phái đến đây xem như tan thành mây khói điều này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn tâm huyết của lịch đại tổ tiên xem như hủy trong tay thế hệ này của bọn họ cho dù hai người bọn họ chết chỉ cần hai phái vẫn còn người sẽ còn có cơ hội phục hưng tái khởi bây giờ nghiêu hiếu đạo muốn hủy luôn căn cơ của hai phái muốn hai phái triệt để tan giã xóa hai phái khỏi giới tu hành thử hỏi trưởng môn hai phái sao có thể không kích động chứ ban đầu đám tu sĩ còn chưa hiểu kịp dụng ý của nhiêu hữu đạo về sau ai nấy đều hiểu ra dù gì tất cả cũng đều là người trong giới tu hành bảo bọn chúng ngậm miệng lại chữa trị cho tốt đừng để bọn họ chết thấy tào ngọc nhi không ngừng nguyền rủa không ngừng mắng nhiêu hữu đạo hạ hoa phất tay quát một tiếng đệ tử bên dưới lập tức bắt tào ngọc nhi im miệng tào ngọc nhi không phát ra được âm thanh nào nữa ngửa mặt lên trời gào khóc ư ư nước mắt hòa với máu đúng là mắt nhìn trời cao lòng dỉ máu, trưởng môn ba phái cảm thấy thống khoái vô cùng, cho rằng nên thế. Không diệt tận hai phái, không đủ để xả mối hận này, cũng coi như cho người chết và người sống trong môn một công đạo. Ba phái cực kỳ tán thành cách làm này, phối hợp một cách thống khoái, không chút do dự. Mặc kệ người ta có phải đến vì nghiêu hữu đạo hay không. Dù sao cũng là ba phái phòng ngự Mao Lư Sơn Trang. Diệt phi hoa các và chân linh viện, thanh danh ba phái xem như đại trấn trong giới tu hành đây tuyệt đối là chiến tích mà ba phái đã lập ra đám người đại thiền sơn hoàn toàn không có ý kiến về cách làm này trong lòng cũng là thái độ tán thành tiêu diệt hai môn phái luôn lăm le nam châu cũng tốt tránh sau này không có việc gì rảnh quá lại sinh chuyện nhưng thủ đoạn này không khỏi quá hung tàn chẳng khác nào chảm thảo trừ căn so với chém chém giết giết còn ác hơn hoàng liệt thản nhiên nói lão đệ người đem người ta treo lên đầu thành mọi người sẽ biết bọn họ làm việc cho triều đình triều đình sẽ cứu hay không cứu Ngươi đang đánh vào mặt triều đình đấy. Như hữu đạo lạnh lùng hỏi, hoàng trưởng môn muốn nói giúp cho triều đình sao? Lại nữa rồi, giọng điệu này là muốn nhắc đến chuyện nội ứng ngoại hợp. Hoàng liệt khoát tay nói, ta không phải có ý này. Nếu chẳng may triều đình muốn tìm lý do đòi người với ngươi thì làm sao bây giờ? Công khai kháng chỉ sao? Như hữu đạo nói, muốn người thì buộc ta phải cho à? Giết trên đầu ta, lại còn bắt ta trả người về. Nếu triền đình không muốn mất mặt, tốt nhất đừng mở miệng chuyện thật sự mất mặt vẫn còn ở đằng sau hoàng liệt mỉm cười cũng không nói nữa nếu ngươi thích đấu đá với triều đình vậy thì ngươi cứ chậm rãi đấu đá đừng trách đại thiền sơn ta thở ơ lạnh nhạt tâm tư đám người đại thiền sơn cũng chẳng tốt lành gì quản phương nhi đứng ngoài quan sát biết rõ trong lòng nghiêu hữu đạo rất ít khi làm những chuyện cứng đối cứng lần này hắn thật sự quyết tâm cứng rắn đến cùng với triều đình thương thuộc thanh im lặng lắng nghe gương mặt phiền muộn nàng ta rất ít khi tham gia vào mấy chuyện của ngưu hữu đạo đây là lần đầu tiên nàng ta tận mắt nhìn thấy sự lãnh khốc vô tình của hắn trong giới tu hành nhưng nàng ta cũng biết được đạo lý nhân từ quá cũng khó mà nắm giữ được binh người đàn ông áo bông vẫn luôn đứng ngoài quan sát cũng không can thiệp vào chỉ muốn xem tên tiểu bối quật khởi trong vài năm ngắn ngủi kia sẽ xử lý chuyện này như thế nào người bịt mặt dọn dẹp thi thể dưới núi xong trở về đồng thời mang luôn cơ thể đã không còn nguyên vẹn của tông nguyên người có thân phận sau khi chết rồi đãi ngộ vẫn đặc biệt hơn không thể qua loa đây là ai vậy hạ hoa hỏi một câu quản phương nhi nói cao thủ xếp thứ bảy đan bảng một trong những người tập kích sơn trang thứ bảy ông ta là tông nguyên hạ hoa sợ hãi còn phí trường lưu và trịnh cửu tiêu thì khiếp sợ không thôi tông nguyên mà cũng chết ở đây trước đó bận rộn chém giết bọn họ cũng không để ý đến trận chiến giữa tông nguyên và người đàn ông áo bông quản phương nghi gật đầu ba vị trưởng môn cùng nhau nhìn như hữu đạo, lúc này, bọn họ xem như có nhận thức mới về thực lực của hắn, ngay cả Tông Nguyên cũng bị hắn xử lý. Hạ Hoa lại hỏi, có cần treo ngoài tường thành trấn nhiếp người khác hay không? Người đàn ông áo bông lạnh lùng lên tiếng, đem thi thể của ông ta treo lên tường thành sẽ khiến cho người ta nhìn các ngươi không vừa mắt, mà đều là những người các ngươi không chọc nổi. Không phải người nào cũng có thể tùy ý làm nhục, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng gây phiền phức cho mình. Nghiêu hiểu đạo khẽ gật đầu, tìm một chỗ an táng thích đáng đi. Hạ Hoa cũng biết mình lỡ lời, vội ra lệnh cho đệ tử môn hạ khiêng thi thể Tông Nguyên đi xử lý. Trải qua một trận chiến đấu, mặt trời đã gần xuống núi, chim mệt mỏi bay về rừng. Một đám người đứng ngoài cửa lớn sơn trang tắm nắng hoàng hôn, nghe những người khác đến báo cáo tình huống. Kiểm tra lại, tổn thất của ba phái không nhỏ, người chết và bị thương gần 3.000 người, nhân mã đồn chú tổn thất càng nặng nề hơn. Đối mặt với cuộc tấn công của hơn vạn tu sĩ, tử thương gần 7.000 người. Mà vẫn chưa phải chính diện giao phong, vẫn là viên cương thấy tình huống không ổn, yêu cầu quân đồn chú rút lui. Nếu không, tử thương sẽ càng thêm thảm trọng, sẽ bị hai phái kia tùy tiện đánh tan. Tổn thất của chân linh viện và phi hoa các cũng không thua kém. Kiểm kê thi thể, con số đạt đến hơn 9.000 người. Đại đa số đều ngã xuống trong mưa tên, người của hai phái đào thoát được bất quá cũng chỉ gần 200 người, còn có mấy trăm người thụ thương bị bắt sống. Từ kết quả thống kê có thể thấy được, mặc dù đánh thắng, nhưng nhìn vào con số tử thương, thật ra cũng chẳng chiếm được lợi gì. Sự thật chứng minh thực lực của chân linh viện và phi hoa các mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không nhờ mấy vạn đại quân dùng lợi khí công kích từ xa để hỗ trợ, tiêu hao hết lực lượng của đối phương, bọn họ căn bản không thể ngăn được hai phái tấn công. chương 869, che mắt thôi, một. Xét theo một góc độ nào đó mà nói, lần này triều đình ra tay tuyệt đối có phần thắng tổn thất nhiều nhân thủ như vậy như hữu đạo thở ra một hơi nói với trưởng môn ba phái không hề nghi ngờ lần này triều đình đã làm được chuyện tốt chư vị các người nói phải làm sao bây giờ là nén giận hay là ăn miếng trả miếng quản phương nghi thầm nghĩ không ổn bà ta biết lần này như hữu đạo quyết tâm muốn ngạnh kháng với triều đình một lần nói như vậy có vẻ như hắn muốn ăn miếng trả miếng với triều đình ba vị trưởng môn nhìn nhau người ta đã không chiếm được tiện nghi vậy thì coi như xong còn có thể như thế nào. Ăn miếng trả miếng, chúng ta không phải là đối thủ. hả hoa sờ lên vết thương trên vai, nhìn như Hiếu Đạo, hỏi dò, "Đạo gia, ý của ngươi muốn thế nào?" Hai tay như Hiếu Đạo đỡ kiếm, hất mặt cười lạnh, "Người ta đã đánh đến cổng nhà chúng ta, sao có thể mặc kệ không lên tiếng chứ? Bọn họ đã thích đánh, chúng ta phụng bồi thôi. Lần này, nếu không cho bọn họ nếm thử tư vị thích bị đùa là gì, bọn họ còn tưởng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp." Hầu tử viên cương tiến lên một bước, đạo ra, 10 ngón tay nghiêu hữu đạo gõ vào thân kiếm, lá gan của tiết khiếu không nhỏ, phạm nhân ta đưa qua, triều đình còn chưa tra xét, y đã dám thả. Lập tức đưa tin cho vương gia, tiến hành khiêu khích ngoài biên cảnh Định Châu, tạo ra cái cớ để phát binh. Đồng thời gửi tin, không cần giải tán nhân mã và quân nhu đang lui về Kim Châu, một lần nữa tập kết, thay đổi tuyến đường binh phát Định Châu, tiến đánh tiết khiếu, đánh thật hăng cho ta, đánh để nâng cao khí thế nhân mã Nam Châu nói cho vương ra biết bảo y mở rộng khẩu vị của mình cơ hội mất đi là không có lần hai có thể nuốt được địa bàn bao lớn thì nuốt chỉ cần y có thể nuốt vào tất cả đều là của y ta sẽ không tùy tiện móc nó ra hắn vừa nói xong tất cả đều sợ hãi ngay cả người đàn ông áo bông cũng giật mình hắn muốn để nam châu tuyên chiến với triều đình nước yến sao thương thục thanh cũng nhìn hắn chân chối ngân nhi vẫn tiếp tục ăn thức ăn của mình dù sao nàng ta có nghe cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì người của đại thiền sơn thì không kiềm chế được, bọn họ vừa mới đặt chân lên nam châu, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, bị triều đình đe dọa còn chưa giải quyết ổn, người còn muốn tìm phiền phức, chủ động khai chiến với triều đình. nói đùa cái gì vậy? người có muốn điên cũng đừng lôi chúng ta xuống nước được không? viên cương gật đầu, không nói nhiều, quay người làm theo. mặt hoàng liệt đen lại, nghiến răng nói, lão đệ, người đang nói đùa sao? như hữu đạo quay sang nhìn ông ta máu do triều đình gây ra ở đây vẫn còn chưa khô ta giống như đang nói đùa sao hoàng liệt giận dữ rất muốn nói cho hắn biết muốn đánh thì ngươi tự đánh đại thiền sơn ta không phụng bồi không có tu sĩ đại thiền sơn ta hộ tống đại quân ta xem ngươi đánh như thế nào nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí của ngưu hữu đạo trong lòng ông ta run lên vô thức nhìn đám người bịt mặt áo đen và người đàn ông áo bông khóe miệng của quản phương nhi cũng co giật bây giờ bà ta mới hiểu được hóa ra cái câu nội ứng ngoại hợp cấu kết nhau chính là để phát huy tác dụng vào lúc này. Trách không được hắn không ngừng ám chỉ và nhắc nhở Đại Thiên Sơn. Lúc này, áp lực của Đại Thiên Sơn rất lớn, chỉ một sơ sẩy thôi, việc nghiêu hữu đạo chụp mũ sẽ trở thành sự thật. Hoàng Liệt nuốt lời muốn nói xuống, hỏi, lão đệ, chắc người cũng hiểu, đối với Nam Châu mà nói, tăng cường binh mã là không sai. Nhưng dùng lực lượng một châu để đối kháng triều đình, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi có nhìn thấy hậu quả hay không?" Ngưu Hữu Đạo nói, "Có hậu quả gì chứ? Triều đình tập kết một đám nhân mã, rằng co ở Bắc Châu và nước Hàn, sau đó tập hợp thêm một đám nhân mã phòng ngự nước Tống. Bây giờ nhân mã nước Yến có thể triệu tập không nhiều. Định Châu cũng bị rút đi không ít người và tu sĩ, đây chính là thời điểm dụng binh ở Nam Châu. Nam Châu với lợi thế binh mã, người Định Châu có thể ngăn được sao? Như vậy mà Vương gia vẫn bị đánh bại, ta thấy Nam Châu cũng chẳng còn giữ được phía bắc có nước hàn đang nhìn chằm chằm phía đông có nước tống ngo ngoe muốn động triều đình dám vạch mặt với chúng ta sao thịt treo bên miệng muốn lấy dễ như trở bàn tay bây giờ không lấy thì chờ lúc nào mới lấy nghe xong ánh mắt thương thục thanh sáng lên mặc dù nàng ta không hiểu chuyện của giới tu hành nhưng vẫn khá am hiểu về thế cục nước yến đây đích thật là cơ hội chiếm đoạt địa bàn rất tốt mọi người lại nhìn nhau người của đại thiền sơn cũng đang suy nghĩ cảm thấy lời nghiêu hữu đạo nói hình như cũng có lý Hoàng Liệt hơi giật mình, do dự hỏi, người muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Định Châu. Ý đồ của đối phương không thể không khiến ông ta cân nhắc lại một số vấn đề. Thịt đang treo trước miệng, mà bản thân ông ta cũng chưa chắc đã tốt bụng. Dựa vào thực lực của Đại Thiền Sơn, hoàn toàn giữ không được địa bàn Hai Châu. Như Hữu Đạo nói, chúng ta còn chưa có khẩu vị tốt như vậy, chỉ là thừa cơ cắn ông ta mấy phát mà thôi. Về phần có thể cắn nhiều hay ít, trước khi ba đại phái can thiệp, phải xem tốc độ xâm chiếm của vương gia. Hoàng liệt cao mày, theo như lão đệ nói, ba đại phái sẽ không ngồi nhìn. Họ sẽ buộc chúng ta nhả ra. Như hữu đạo đáp, ta cũng không ăn no rừng mỡ rồi đi tìm phiền phức cho mình. Ta tự biết ứng phó với ba đại phái. Đại Thiên Sơn chỉ cần phối hợp đại quân tấn công, còn lại để ta lo. Địa bàn đánh được, xem như trọng lễ cho Hoàng trưởng Môn đã đích thân đến đây, không biết Đại Thiền Sơn có nguyện ý một lòng tham gia với ta không? Lời nói của hắn mang theo chút lạnh lẽo, rõ ràng là những lời nghe rất êm tai, nhưng đám người đại thiền sơn lại có cảm giác, chuyện tốt đang bày ra trước mặt các ngươi, các ngươi lại không đồng ý. Trong lời nói của đối phương ẩn chứa sự hoài nghi như có như không, giống như đang nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang bị tập kích có phải là do bọn họ cấu kết với triều đình, trong ứng ngoại hợp hay không, hay bởi vì triều đình đang nắm nhược điểm nào đó của bọn họ trong tay, bởi thế bọn họ mới không dám động đến triều đình. Nói trắng ra, các ngươi không dám động đến triều đình, nói rõ trong lòng các ngươi đang có quỷ. Tuy nhiên, đối phương lại không nói thẳng điều này. Trước đó, hắn chỉ tuyên bố hắn tin tưởng Đại Thiền Sơn không bao giờ làm chuyện như vậy. Bây giờ, mọi người lại nghe hắn nói mưu đồ cái lợi cho Đại Thiền Sơn, nhưng nói gần nói xa cũng chỉ muốn dùng chuyện này thăm dò Đại Thiền Sơn. Rõ ràng một khi có chuyện không ổn xảy ra, hắn sẽ trở mặt ngay. Hoàng liệt liếc mắt nhìn người đàn ông áo bông và người áo đen bịt mặt, tạm thời chưa trả lời, quay sang nhìn đám cao tầng đại thiền sơn đi cùng, hỏi các người cảm thấy việc này như thế nào. Đám người đại thiền sơn hơi đắn đo, đồng thời âm thầm quan sát người đàn ông áo bông và đám người bịt mặt áo đen. Nói thật, bọn họ đều biết rõ, thực lực của đại thiền sơn lúc này vẫn chưa đạt đến tình trạng khuếch trương, nhưng bầu không khí trước mắt lại không ổn. Nghiêu hữu đạo rõ ràng đang mài dao sau lưng, có chuyện xảy ra là kề dao lên cổ bọn họ liền. Nhưng nghiêu hữu đạo không vạch mặt, bọn họ cũng không tiện vạch mặt. Một khi vạch mặt, hai bên nói chuyện cũng không còn dễ nghe như trước nếu bức nghiêu hữu đạo nói ra các người rốt cuộc muốn làm gì, mặt mũi của Đại Thiền Sơn sẽ rất khó coi. Gây náo loạn, bọn họ cũng khó mà xuống đài. Đến lúc đó, đồng ý chính là khuất phục, không đồng ý chính là trở mặt. Sao lại không trả lời? Không phải Đại Thiền Sơn đang có hai lòng chứ? Nghiêu hữu đạo lại bước một câu. Một trưởng lão lên tiếng, việc này không thể coi thường, chúng ta phải cân nhắc thận trọng. Người dám cam đoan ba đại phái sẽ không bắt chúng ta nuốt vào rồi lại nhả ra chứ chương 870, che mắt thôi, hai Như hiểu đạo cũng không cần thiết phải trả lời cam đoan hay không cam đoan với bọn họ, việc này cần gì phải cam đoan hay bảo đảm. Ta chỉ cố gắng hết sức, tóm lại, các người không cần phải lo lắng, nếu xảy ra chuyện gì, các người cứ đẩy hết trách nhiệm cho ta. Vị trưởng lão kia quay sang đồng môn của mình, nói theo tình huống trước mắt, triều đình hoàn toàn không dám làm to chuyện. Chúng ta dường như cũng chẳng tổn thất gì, không ngại thử một lần xem sao. Ông ta tìm bậc thang cho mọi người, lập tức có trưởng lão phụ họa theo. Cuối cùng, Hoàng Liệt gật đầu đánh nhịp, thôi được rồi, cứ thử một chút, xem chúng ta có thể cắn được mấy miếng thịt mỡ. Lão đệ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta về trước để bố trí việc này. Nói thật, bọn họ cũng chẳng còn tâm trí để ở lại. Như Hiếu Đạo nói, nếu nói như vậy, Đại Thiên Sơn đã đồng ý tiến đánh Định Châu, ta cũng phải bố trí bên này, cũng không thể nói miệng rồi không làm. Hoàng Liệt nói, lão đệ lo lắng quá rồi. Đại Thiên Sơn không phải là người nói mà không giữ lời. Được, Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười chắp tay đưa tiến, hắn muốn đối phương chính miệng đồng ý, đồng ý là được rồi, bây giờ Nam Châu không phải ai muốn lật lọng thì lật lọng. Nhìn mọi người rời đi, Quản Phương Nghi bước đến bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo. Bà ta thì thầm, người đang nhấn đầu người ta đồng ý đấy. Nghiêu Hữu Đạo liếc nhìn bà ta, nhỏ giọng đáp lại, nói bậy nói bạ gì đó. Chú ý ảnh hưởng, ta cũng đâu miễn cưỡng người ta gương mặt quản phương nghi hiện lên sự xem thường bà ta ghét nhất là loại đã làm kỹ nữ còn lập đền thờ có bản lĩnh thì thể hiện thực lực trước đi rồi nói với đại thiền sơn sau xem người ta có đồng ý hay không rõ ràng là dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để bức người ta mà như hữu đạo không dây dưa với bà ta chuyện này nữa hắn quay sang nói với ba người phí hạ trịnh ba vị trưởng môn vất vả rồi trận chiến này ta không để cho ba phái phải trả một cái giá đắt vô ích như vậy mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, sau đó đến tìm ta. Ba người nhìn nhau, như hữu đạo đang định cho ba người chỗ tốt, bọn họ cũng muốn xem đó là chỗ tốt gì. Toàn thân đều là vết máu, cũng không tiện đứng nói chuyện lâu, tất cả đều cáo từ rời đi. Một con phi cầm chở đám người Hoàng Liệt bay lên không. Nhìn Mao Lư Sơn Trang nằm chính giữa sông núi hữu Tình, Hoàng Liệt không được vui, nói, không nghĩ đến hắn lại ẩn giấu sau lưng một thực lực cường đại như vậy. Lúc này, thái độ của hắn đối với triều đình rất dứt khoát. Nói xong, ông ta liền lắc đầu. Những người khác đều biết ông ta cảm khái không phải vì cái này, mà là vì Ngưu Hữu Đạo lấy thế đẻ người, ép bọn họ phải đồng ý. Chỉ là, có những chuyện mọi người biết rõ trong lòng là được. Trước khi chưa quyết định đổi ý, ai cũng không vạch mặt làm gì. Trở về cũng sẽ không nói, nếu không, tự mình làm mất mặt mình. Trong một số thời điểm, thực lực thường đại diện cho đạo lý. Ngưu Hữu Đạo gọi bọn họ đến, bày ra thực lực của hắn, cái gì gọi là cầu thí trọng lễ, rõ ràng là muốn nhắc nhở bọn họ thành thật một chút. Rốt cuộc người đàn ông áo bông là ai? Một trường lão chuyển sang chủ đề khác, nghe đồn Thượng Thanh Tông có một tuyệt học tên là Thanh Vân Kiếm Quyết. Thượng Thanh Tông đã dùng tuyệt học này để danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, sau đời thứ ba không ai luyện thành, cũng khiến cho Thượng Thanh Tông xuống dốc. Các người có cảm thấy có điểm trùng hợp không? Thượng Thanh Tông trải qua nhiều đời, nhưng không ai tu luyện thành công. Bây giờ, người có liên quan đến Thượng Thanh Tông, còn có ai có thiên phú để luyện chứ? lại còn có tu vi cao như vậy ngươi hoài nghi người này là yêu ma lĩnh triệu hùng ca ta cũng hoài nghi là y nhưng nghe đồn thanh vân kiếm quyết là màu xanh còn của y là màu đỏ có chút không giống xuất thân thượng thanh tông của ngưu hữu đạo bày ra đó ta nghĩ rất y có thể là triệu hùng ca không phải là y vậy hắn tìm cao thủ ở đâu ra không cần đoán mò nữa tông nguyên bị giết đan bảng sẽ có sự thay đổi đến lúc đó nhìn xếp hạng là biết ngay thôi Oanh, bên trong khu rừng vang lên tiếng nổ, năm người bịt mặt áo đen liên thủ công kích, một người bị đánh bay, ca miểu thủy từ trong vòng vây phóng lên trời. Hai con xích liệp điêu bay thấp, một người bịt mặt áo đen trên phi cầm thuận tay tiếp lấy người bị đánh bay, một tay khác kẹp cao thiếu minh đang bị hôn mê. Bốn người bịt mặt áo đen nhanh chóng nhảy lên phi cầm. Ca miêu thủy xoay chuyển trên không, lướt đến chỗ hai con xích liệp điêu đang bay thấp. Bốn người bịt mặt phung tay, ném ra một quả cầu màu đen, nổ tung giữa tầng trời một làn sương mù nhanh chóng bao phủ ca miểu thủy vội vàng quay người tránh đám sương mù khi ông ta ngẩng đầu lên không trung hai con xích liệp điêu đã bay đi mất không còn cách nào đuổi kịp sau khi hạ xuống ca miểu thủy nhìn theo chấm đen đằng xa nhuyễn kiếm trong tay búng lên một cái giống như linh xả cuốn vào trong đai lưng ông ta nhún người bay mấy vòng tìm được một con hát ngọc điêu bị chết thảm trước đó ông ta hoàn toàn không nghĩ đến mao lư sơn trang lại có xích liệp điêu nếu không, ông ta sẽ không dễ dàng đến đó quan chiến. Kết quả, tốc độ phi hành không bằng người ta, bị đuổi kịp. Ông ta cũng không ở lâu, lắc mình một cái bay đi. Bên trên phi cầm, một người bịt mặt nôn ra máu. Đồng môn của y liền hỏi, thế nào rồi? Người bịt mặt nôn ra máu lắc đầu, sợ là phải nghỉ ngơi rồi. Mẹ kiếp, chỉ một tên thái dám chết bầm trong cung, cũng không nghe nói ông ta đã từng xuất thủ trong giới tu hành, không nghĩ đến lại là cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy chúng ta liên thủ cũng không làm gì được ông ta. Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ bắt được Cao Thiếu Minh, quần áo của những người khác đều chẳng chịt lỗ thủng, dính đầy máu. Bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, đại quân vẫn còn đang lục soát, muốn sàng lọc khu vực một lần, phòng ngừa có thích khách ẩn núp. Bên trong đình thủy tạ, Tô Nhân Kiệt đang nói chuyện với Nhiêu Hữu Đạo. Đan dược dùng để tu luyện chẳng có tác dụng gì với các ngươi, các ngươi cứ giữ lại. Nếu tìm được tài vật nào khác, cũng không cần nộp lên, cứ giao cho vương gia xử lý ngồi bên cạnh bàn nghiêu hữu đạo đẩy chiếc hộp trở lại sau đó ra hiệu với quản phương nhi rồi cầm một sấp kim phiếu ở đây là kim phiếu một triệu người hãy thay ta khao chúng tướng sĩ tô nhân kiệt vội từ chối tài vật mà ta tìm được không ít không cần phải dùng tiền của đạo gia ngài đạo gia cũng chỉ vì nam châu viên cương nói nói mấy lời vô dụng này để làm gì bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi gia quyến của chiến sĩ tử trận cũng cần phải trợ cấp tâm ý của đạo gia đều phải dùng đúng chỗ hiểu chưa Tô Nhân Kiệt nhìn thương Thục Thanh, thấy nàng ta gật đầu, y đành phải nhận, sau đó thay mặt các huynh đệ nói lời cảm ơn. Khi Tô Nhân Kiệt rời đi, thương Thục Thanh hỏi, đạo gia, ca ca gửi tin đến, nói trạch viện bên kia đã thu dọn xong, nhưng nghe đạo gia nói với hoàng trưởng môn, chẳng lẽ huynh thay đổi chủ ý sao? Nghiêu Hữu đạo đưa tay vỗ chán, làm phiền quận chúa giúp ta giải thích một chút, ta chưa hề nghĩ đến việc muốn rời đến phủ thành, chủ yếu che tai mắt thôi. Ta không nói rõ chân tướng với vương gia, chính là muốn dĩ giả loạn chân ở phủ thành giúp ta xin lỗi một tiếng đã làm phiền ngài ấy rồi thương thục thanh không hiểu che tai mắt che tai mắt gì nàng ta có chút nghĩ không ra đừng nói nàng ta rất nhiều người bên cạnh như hữu đạo đều mơ hồ chẳng lẽ có liên quan đến lần tập kích này sao cũng không giải thích gì nhiều như hữu đạo đứng dậy trở về viện tử của mình người đàn ông áo bông đi theo hắn sau khi vào phòng y nhịn không được liền hỏi vừa nãy ngươi nói che tai mắt là sao tình huống mà y biết thật sự có hạn, như hữu đạo im lặng một chút, cũng không giấu giếm ta đoán sau khi triều đình chủ quan, thất thủ ở Kim Châu, tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ta không thể dựa theo tiết tấu của triều đình được, mà bắt triều đình phải theo tiết tấu của ta. Ta cho bọn họ thời gian chuẩn bị, nhưng không cho bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ, sợ chúng ta không chịu đựng nổi. Một khi ta trốn vào phủ thứ xứ Nam Châu, bọn họ muốn đụng đến ta cũng khó. Người đàn ông áo bông ừng một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Nghiêu hữu đạo muốn bước triều đình xuất thủ theo thời gian mà hắn chỉ định. chương 871, ngươi coi ta là đả thủ của ngươi. Suy nghĩ một lát, y hỏi, vì sao ngươi lại vội vã để triều đình ra tay với mình vào lúc này? Nghiêu hữu đạo bước đến ngồi xuống bên cạnh án thư, chuẩn bị viết thư cho thương triều tông. Lần này tuyệt không chỉ tiến đánh định châu đơn giản như vậy, chiếm được rồi còn phải bảo vệ. Nghiêu hữu đạo đang có nhiều chuyện liên quan đến việc thao tác như thế nào cần dặn dò thương triều tông, nghe xong không nhịn được cười, hình như ngươi rất có hứng thú với việc này. Quản phương nghi rất có tự giác, chủ động rót nước mài mực, nhìn thì như không quan tâm chuyện gì, nhưng thật ra lại đang lắng tai nghe hai người nói chuyện. Người đàn ông áo bông đáp cũng chẳng có gì hứng thú. Sao, không thể nói với ta à? Nghiêu hiểu đạo cười đáp, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Ngươi không giống loại người thích hỏi những chuyện này. Ta và ngươi mới gặp nhau lần thứ hai, ngươi hiểu ta được bao nhiêu chứ? Vậy cũng đúng, ta cũng cho rằng ngươi không phải loại người thích nói nhiều. Nói sao nhỉ, Nghiêu Hữu Đạo trải rộng trang giấy trước mặt mình, nói, sự việc đã qua, cũng không có gì là không thể nói. Nguyên nhân nằm ở nhiều phương diện, thứ nhất, ta biết rất rõ thương kiến hùng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ta. Ta tránh được nhất thời, không tránh được lâu dài, sớm muộn gì cũng phải đụng độ ông ta một lần. Vì thế, bất cứ lúc nào ta cũng phải đối mặt với vấn đề này. Thứ hai, để ứng phó với nước triệu, nước Yến tiến hành uy hiếp Kim Châu và Nam Châu. Nhân mã và vật tư ở Nam Châu đã được tập kết, sau khi giải tán một lần nữa tập hợp lại, cứ lặp đi lặp lại như thế, vừa hao người tốn của, vừa có thể bị lợi dụng. Thứ ba, thế cục xuất hiện sự thay đổi. Đại quân hai nước Hàn Tống đang áp cảnh, triều đình bị trói chân trói tay, đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta dùng. Thứ tư, người cũng nhìn thấy những người bịt mặt kia là do ta tìm người mượn được, nhưng không phải lúc nào người ta cũng ở bên cạnh ta, nghe ta điều khiển là người khác cho ta mượn trong lúc khẩn cấp không thể nào ở bên cạnh ta lâu dài ta nhất định phải tranh thủ thời gian phát huy công dụng của họ thứ năm tổng hợp lại những thứ trên sau khi triều đình ám sát ta thất bại ở kim châu bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ ta nhất định phải thừa dịp ta có thể tập hợp được thực lực cường đại trong thời điểm thế cục có lợi nhất cho ta sẽ ra tay với triều đình đang trong thế bất lợi từ những nguyên nhân này ta đã đủ thẳng thắn với ngươi chưa nghiêu hữu đạo giang tay Quản phương nghi nghe xong mắt trợn tròn, người đủ thẳng thắn, nhưng chưa hề thẳng thắn qua như vậy với lão nương. Mặc dù bà ta đã trải qua phần lớn chuyện như vậy, nhưng hầu hết thời gian đều như lọt vào đám sương mù. Sau khi biết được ý đồ của Ngưu Hữu Đạo rõ ràng, những vấn đề mà bà ta không hiểu trước đó đã trở nên sáng tỏ. Người đàn ông áo bông suy nghĩ một chút rồi nói, đã cho triều đình thời gian chuẩn bị, nhưng lại không cho chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ khiến bản thân không chịu đựng nổi điều này chứng tỏ thực lực của ngươi đủ để chấn nhiếp triều đình khiến triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi sau này nữa y bỗng nhiên nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo không phải tống sứ là do ngươi xử lý chứ nghiêu hữu đạo chỉ cười mà không đáp gỡ lông trên đầu bút chẳng khác nào đồng ý với chuyện này hắn không bao giờ thừa nhận với người nào khác nhưng hắn lại không muốn lừa gạt đối phương để đối phương tự mình lĩnh hội ánh mắt người đàn ông áo bông lập tức trở nên phức tạp y đã hiểu ra tất cả Tình huống đại quân Hàn, tống áp cảnh nước Yến là do Ngưu Hữu Đạo châm ngòi. Về sau, Ngưu Hữu Đạo đến gặp y nhờ bảo vệ, nói rõ hắn đã biết triều đình muốn động đến hắn, nhưng thật ra hắn đã sớm chói tay chói chân triều đình, chờ triều đình đến động hắn mà thôi. Theo điểm thứ hai mà hắn nhắc đến, dễ dàng lợi dụng việc tập trung nhân mã và vật tư ở Nam Châu, nói rõ hắn đã sớm chuẩn bị phản kích xong. Y thật sự không biết nên hình dung tên hậu bối này như thế nào, xem ra, lần này ngươi không cắn hai miếng thịt của triều đình là sẽ không dừng tay. Nghiêu hữu đạo nâng bút chấm mực, lắc đầu nói ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Đã đến nước này, ta tránh cũng không thể tránh được, trừ phi ta từ bỏ Nam Châu, nhưng bên cạnh ta vẫn còn huynh đệ tin tưởng ta, theo ta lăn lộn. Nếu ta dễ dàng buông tha, ta sẽ không cách nào ăn nói với bọn họ. Người phái thương ở Nam Châu sẽ đứng trước một trận huyết tẩy. Tay triều đình không an phận, cứ muốn quấy nơi này hai lần, không cho họ bài học về cái tật đùa dai của mình, bọn họ sẽ không chịu rụt tay về. Đánh một quyền ra, tránh cho trăm quyền đến. Trải qua chuyện lần này, chỉ cần không xuất hiện biến cố lớn, hẳn sẽ không còn ai dám động đến Mao Lư Sơn Trang ta trong khoảng thời gian dài nữa. Người đàn ông áo bông im lặng, sau đó hỏi tại sao Đông Quách Hạo Nhiên lại thu một người âm hiểm xảo trá như ngươi làm đệ tử quan môn nhỉ. Nghiêu Hữu đạo đã trải rộng trang giấy, nâng bút đã chấm mực, nể ngươi là cao thủ, ta xem như không nghe thấy người đàn ông áo bông bỗng thở dài đối với bọn họ mà nói tác dụng của ngươi còn lớn hơn so với ta ta bị trục xuất khỏi sư môn là trừng phạt đúng tội nhưng bọn họ không nên đuổi ngươi đi như vậy đúng là hồ đồ cái gì là ngươi ta bọn họ như hữu đạo không biết có hiểu ý trong lời nói của y hay không nhưng hắn làm như không nghe thấy cũng không lên tiếng chỉ lo viết chữ người đàn ông áo bông có một loại cảm giác không được rõ ràng không thể giải thích được chỉ có thể thỉnh thoảng than thở hai tiếng ở trong phòng phủ thứ sử Nam Châu, sau khi hai tên lính canh đốt đèn trong anh võ đường xong thì lui ra ngoài. Một lát sau, nhận được tin từ Mao Lư Sơn Trang gửi đến, đám người thương Triều Tông nhanh chóng bước vào. Lam Nhược Đình đẩy mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn đến trước tấm bản đồ. Thương Triều Tông nhìn bản đồ, chỉ vào vị trí của nhân mã hiện tại, sau đó nói, bây giờ, Triều Đình trọng binh để phòng nước Hàn và nước Tống, binh lực nội bộ trống rỗng. Lương Thảo, Quân Nhu, nhân mã của chúng ta đã tập trung xong, có thể nói là nước chảy thành sông. Đây chính là cơ hội dụng binh rất tốt, chỉ là, bổn vương hơi bận tâm, nếu Đại Thiền Sơn không phối hợp, cuộc chiến này sẽ không cách nào đánh được. Còn ba đại phái nữa, một khi bọn họ tham gia, chúng ta xem như công cốc. Mông Sơn Minh vuốt sâu nói, đạo gia không thể không cân nhắc đến việc này. Đạo gia đã nói như vậy, nhất định là đã sớm có dự định. Vương gia cứ yên tâm phát binh, được, thương triều tông nắm chặt tay, phấn khích không thôi. Y rất có hứng thú đối với việc khuếch trương địa bàn, ý tứ của đạo gia trong thư rất rõ ràng, dù sao triều đình cũng vẫn là triều đình, Nam Châu ta xuất binh phải danh chính ngôn thuật, phải lấy cớ gì để khiêu khích đây. Lam Nhược Đình đã sớm có đối sách, ta hãy lệnh cho một thương đội cố ý để lộ tài vật xuất hiện tại khu vực biên giới, thuê thêm vài mỹ nhân trong thương đội, dọc đường dẫn dụ thủ quân Định Châu đến cướp tiền. Nhìn thấy mỹ nhân, thủ quân Định Châu tất sẽ tranh đoạt. Một khi đối phương trúng kế, phương gia lập tức hưng binh thảo phạt. Nhưng hãy nói mỹ nhân đó là tiểu thiếp vương gia chuẩn bị nạp. Cướp người đàn bà của vương gia không phải là việc nhỏ, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Nếu triều đình ra lệnh cưỡng chế vương gia ngừng công phạt, vương gia hãy kéo Tiết Khiếu vào, khẳng định rằng nếu không có sự đồng ý của Tiết Khiếu, sẽ không ai dám làm chuyện này, muốn triều đình biếm Tiết Khiếu, xem như bản giao với vương gia. Tiết Khiếu là chư hầu một phương, trong triều lại có thế lực bảo vệ, nếu biết là chúng ta chủ mưu, triều đình sẽ không dễ dàng nhượng bộ vương gia hãy lợi dụng khe hở này, trắng trận công thành chiếm đất. Thương Triều Tông liên tục gật đầu, quay sang hỏi Mông Sơn Minh, Mông Bá Bá cảm thấy thế nào? Mông Sơn Minh gật đầu, có thể thực hiện. Thương Triều Tông vui vẻ giao việc này cho Lam Nhược Đình sắp xếp, còn y tiếp tục ở lại thương nghị chuyện dụng binh với Mông Sơn Minh. chương 872, ta ra giá 100 triệu đồng để chuộc ngươi. một. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lam Nhược Đình quay lại, mang đến một phong thư, vương gia, quận chúa gửi thư đến, nói đạo gia hủy việc chuyển đến phủ thành. Hủy, hai người đang ngồi trước bản đồ cùng nhau quay đầu sửng sốt. Bọn họ đã chuẩn bị xong việc ninh đón, bây giờ lại không đến. Thương triều tông cao mày, chẳng lẽ chúng ta làm không tốt, khiến đạo gia không hài lòng. Lam Nhược Đình lắc đầu, đưa phong thư cho y, dĩ giả loạn chân, che mắt thiên hạ. Sau khi đọc qua phong thư, Thương Triều Tông hoài nghi hỏi, có ý gì vậy? Trong thư không nói rõ, Lam Nhược Đình lên tiếng, chuyện che mắt đã xong, nói rõ không liên quan đến chuyện kế tiếp. Nếu trước mắt phát sinh chuyện gì, cũng chỉ là chuyện Mao Lư Sơn Trang bị tập kích. Chắc chỉ có liên quan đến chuyện này mà thôi. Tình huống mà bọn họ biết cũng có hạn. Ngay cả chuyện Nghiêu Hữu Đạo bị tập kích tại Kim Châu bọn họ cũng không biết, làm sao mà phán đoán. Mông Sơn Minh cầm phong thư trong tay, suy nghĩ nội dung trong bức thư, cũng không biết là có ý gì. Liền dơ phong thư lên, trong thư quận chúa đã nói rất rõ, đạo gia đã bức Đại Thiền Sơn đồng ý hỗ trợ tiến đánh Định Châu, vương gia có thể yên tâm điều khiển binh lực. Về phần che mắt gì đó, đối với chúng ta mà nói là không quan trọng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, những chuyện khác, đạo gia tự có cân nhắc. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, Đại Thiên Sơn bị đạo gia bức bách phải đồng ý. Điều này nằm ngoài ý muốn của bọn họ. Cuối cùng, Lam Nhược Đình lắc đầu cười khổ, đạo gia luôn có những thủ đoạn quỷ quyệt, lại hay thay đổi, càng lúc càng không thể lường được triều đình chọc giận đạo gia lần này đạo gia đã quyết định phản kích rõ ràng muốn cho triều đình nếm mùi đạo gia đã giúp chúng ta bình định mọi phiền phức trên con đường phía trước tiếp theo cần phải làm như thế nào làm sao đánh một cách hung ác như đạo gia đã nói hết thảy đều phải xem chúng ta mông sơn minh gật đầu nhìn về phía tấm bản đồ vương gia đây là chuyện tốt đối với chúng ta đạo gia muốn xem khẩu vị của chúng ta vậy thì chúng ta hãy buông tay mà đánh trước khi trời sáng không gian tràn ngập một màu đen xung quanh khu rừng đều im ắng. Trong đình viện không có nguyệt điệp, Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm nhìn lên bầu trời đầy sao. Viên Cương từ trong bóng tối bước đến gần, thấp giọng nói, đã sắp xếp cho bọn họ bí mật rời đi, hết thảy đều thuận lợi. Bọn họ chính là người của Hiểu Nguyệt Các, đã bại lộ, tất cả không nên ở đây lâu, rất dễ bị người ta để mắt đến. Đây không phải là điều mà Hiểu Nguyệt Các nhìn thấy, nhiều người như vậy không thích hợp rời đi vào ban ngày, chỉ có thể nhân lúc trời tối mà đi thôi. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, xoay người bước vào phòng, tìm được người đàn ông áo bông đang ngồi uống rượu, cười nói, thật ra, người có thể không đi. Chỗ này của ta có rượu ngon thức ăn ngon, không hề thua kém yêu ma lĩnh của người phải không? Người đàn ông áo bông nói, người xem ta là đả thủ của người sao? Nghiêu Hữu Đạo cười ha hả, khoát tay nói, không dám, không dám. Ta cảm thấy thân phận của ngươi đã bị bại lộ. Người đàn ông áo bông hơi im lặng, có phải đã rước lấy phiền phức cho ngươi không? nghiêu hữu đạo lắc đầu nếu là trước đây ta không có độ lượng như vậy nếu ta tìm ngươi rất dễ bị cho ăn bể bụng nhưng bây giờ thì khác ở đất nam châu này không phải ai muốn động ta cũng được đừng lo lắng ta có thể ứng phó nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi ra mặt người đàn ông áo bông tháo lớp ngụy trang trên mặt xuống lộ ra diện mạo thật hai tay xoa mặt sau đó cởi áo khoác chán ghét ném sang một bên thuận tay cầm vỏ rượu lớn như hữu đạo đưa sang đi nói xong y đứng lên định bước ra ngoài. Không vội, Nghiêu Hữu Đạo đưa tay ngăn lại, chắp tay hỏi, người cũng đã gặp qua quận chúa Thương Thục Thanh, không biết người có cảm tưởng gì không? Người đàn ông áo bông không phải ai khác, chính là đệ tử bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca. Chỉ là, Triệu Hùng Ca trước mắt không còn lôi thôi lách thích, người ngợm đã được tắm rửa sạch sẽ, dâu ria bầm sờm đã được cạo sạch, lộ ra gương mặt sáng sủa. Mặc dù gương mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy được nét xuất khí khi còn trẻ. Cảm tưởng, ta có thể có cảm tưởng gì chứ? Chỉ là một người quái lạ. Triệu Hùng ca đáp, như hữu đạo nói, theo ta được biết, vết bớt trên mặt nàng ấy cũng không phải do bẩm sinh, mà là đông quách hạo nhiên đã tạo ra khi nàng ấy còn nhỏ. Triệu Hùng ca cao mày, người muốn nói cái gì? Như hữu đạo đáp, phụ nữ mà, với gương mặt như vậy, cả đời này xem như hủy. Mặc dù ta đã từng ở Thượng Thanh Tông, nhưng ta chưa hề nghe đến thủ pháp tạo bớt này. Người và đông quách hạo nhiên là huynh đệ, cái mà đông quách hạo nhiên biết, chắc người cũng biết được ít nhiều. Triệu Hùng ca im lặng, đây không phải thủ pháp của Thượng Thanh Tông, mà là một loại bí thuật của ma giáo, gọi là mặt quỷ. Người biết thuật này không nhiều, là Đông Quách Hạo Nhiên yêu cầu ta dạy cho y. Hai, cũng trách ta năm đó lắm miệng quá, như hữu đạo sừng sốt, hắn vẫn luôn có cảm giác việc này rất lạ, nếu là người dạy, chắc hẳn người sẽ có biện pháp hóa giải. Phụ nữ với gương mặt như thế, chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Cần chi phải làm lỡ trung thân của nàng ấy, xin hãy dơ cao đánh khẽ. Triệu Hùng ca lắc đầu, có lẽ ta có biện pháp để giải, nhưng ta không dám khẳng định đằng sau mặt quỷ này sẽ là cái gì. Cho nên ta không thể giải. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên hỏi, có ý gì? Triệu Hùng ca đáp, nguyện ý gieo mặt quỷ xuống mặt con gái của mình, đây chính là lựa chọn của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Đông Quách Hạo Nhiên không có khả năng tự tiện làm chủ. Cho nên, khi nào hóa giải là chuyện của người ta, ta không dám làm chủ. Nhiều khi tốt quá lại là chuyện xấu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo hoài nghi hỏi, ta cũng chỉ suy đoán thôi. Triệu Hùng ca dường như không muốn nói nhiều về việc này, ôm bình rượu nhanh chân bước ra ngoài. Một con phi cầm bay lên không, viên cương đích thân điều khiển đưa Tiến. Tiến người bằng con đường này, chính là không muốn để người ngoài phát hiện. Người này cũng dễ tính, chỉ cần mang theo một vò rượu, cũng không yêu cầu bất cứ thủ lao gì. Lúc y đến cũng rất nhanh, Ngưu Hữu Đạo chỉ cần nói một câu ta gặp nguy hiểm, y đã lập tức đến ngay hai người từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện thù lao hay điều kiện. Có một số việc không cần phải trả thù lao hoặc đưa ra điều kiện nào cả. Hai bên chỉ cần hiểu rõ mình nên làm thế nào là được, không cần nhiều lời. Như Hữu đạo đứng trong đình viện đưa mắt nhìn theo, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lời nói của Triệu Hùng ca vừa rồi là có ý gì, Quản Phương Nghi bước đến, thấp giọng hỏi, khách quý đi rồi. Như Hữu đạo ừng một tiếng, quản phương nghi lại nói ta nghe nói thượng thanh tông có một môn tuyệt học tên là thanh vân kiếm quyết nghiêu hữu đạo nhìn bà ta biết bà ta muốn hỏi gì sau đời thứ ba kể từ lúc tổ sư khai sơn thượng thanh tông không ai có thể tu thành muốn luyện được tuyệt học này điều đầu tiên chính là tu vi phải đạt đến cảnh giới nhất định sau đó là thiên phú tu luyện chứ không phải ai cũng có thể luyện thành nếu không thượng thanh tông cũng không xuống dốc đến mức này mấy trăm năm qua y là người đầu tiên luyện được tuyệt chiêu này của thượng thanh tông Ánh mắt quản phương nhi sáng lên, "Triệu Hùng ca, Nưu Hữu đạo cũng không phủ nhận, quản phương Nghi cảm thán không thôi, lắc đầu nói, ta đang cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông. Một là ngươi, một là y, người có bản lĩnh đều bị đuổi ra khỏi sư môn. Bây giờ, bọn họ lại phải nhờ hai người đã bị trục xuất lén lút giúp đỡ sau lưng. Nếu không nhờ hai người, Thượng Thanh Tông đã sớm sụp đổ." Ta cảm thấy khổ thay cho Thượng Thanh Tông, Như Hữu đạo thản nhiên nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Thượng Thanh Tông sống hay chết không liên quan đến ta. Chương 873, ta ra giá 100 triệu đồng để chuộc ngươi hai. Quản Phương Nghi làm ra vẻ khinh bỉ, "Được rồi, gần không được, mà cắt đứt cũng không xong. Ngươi và Triệu Hùng ca, xét theo một mức nào đó đều cùng một loại người. Nếu không, ngươi sẽ không đi tìm y, mà y cũng không dễ dàng vì ngươi mà rời núi. Loại người như y cũng không phải dùng lợi ích là có thể đả động." Như ngươi đã nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, Nghĩa khí thiên thu trước tình này với thượng thanh tông của các ngươi đúng là khó gấy quen với ngươi lâu như vậy ta chưa thấy người nào có thể khiến ngươi sao động đường nhi có tính là người đó không Con việt chết thì mạnh miệng hai cũng không biết thượng thanh tông đã tích được phúc gì làm như ngươi hiểu ta lắm đấy nói nhiều nhanh giả lắm như hữu đạo khinh thường nói một câu rồi rời đi cái tên chết bầm biến thái kia lão nương nguyền rủ ngươi sống cô độc quãng đời còn lại bớt nói nhảm đi gọi đoạn hổ đến gặp ta một lát sau đoạn hổ bước vào phòng Ngưu Hữu Đạo. Gã không biết Ngưu Hữu Đạo tìm mình có chuyện gì, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào cái áo bông và mặt nạ trên bàn, người mặc vào thử xem. Sao, đoạn hổ im lặng, nhận ra đây là đồ của cao thủ áo bông kia, nhưng vẫn làm theo. Sau khi mặc xong, Ngưu Hữu Đạo vòng quanh gã hai vòng, cười nói, tư thái không khác gì lắm, nhưng mặt phải cho thêm vài nếp nhăn, dâu ria cũng phải cạo luôn. Đoạn hổ, sau này người cứ mặc trang phục này nhé. Khoanh tay thở ơ đứng một bên, quản phương nghi hừ một tiếng. Ngoài mặt thì khinh thường nhưng trong lòng lại khâm phục, không biết não của tên này được nuôi bằng gì, người so với người đúng là khác biệt đủ lớn. Trước đó bà ta không hiểu nên không ý thức được, bây giờ bà ta đã hiểu vì sao hắn lại muốn triệu hùng ca mặc chiếc áo bông bắt mắt như vậy. Thì ra, bắt mắt mới dễ thấy, dễ khiến cho người ngoài nhận ra. Người không rõ tình huống, không muốn hiểu lầm cũng khó. Trời sáng, bên ngoài tường thành quận Thanh Sơn treo mấy chục phạm nhân để thị chúng quần áo của phạm nhân đều tả tơi, máu khô lại, bẩn thỉu vô cùng, nhưng gương mặt lại rất sạch sẽ, dễ cho người ta nhận ra là ai. Nếu không quen biết, mặt có lau sạch sẽ cũng chẳng nhận ra là ai, nhưng nếu là người quen thì khác. Đây chính là những người có địa vị tương đối cao trong chân linh viện và phi hoa các, hai trưởng môn cũng nằm trong số đó. Xích sắt bằng thép tinh khóa chặt phạm nhân, cho dù có người đến cứu, chỉ sợ cũng khó mà chặt đứt được xích sắt trong thời gian ngắn. Phương pháp nhanh gọn chính là chặt đứt phạm nhân, nhưng như vậy có cứu cũng không còn ý nghĩa trên đầu tường thành có đặt cung tiễn rất nhiều tiến thủ thay phiên nhau tuần sát tu sĩ mặc quần áo tướng sĩ cũng như ẩn như hiền trên tường thành dưới thành một đám dân chúng tụ tập chỉ trỏ bàn tán ẩm ý trong số đó có người tức giận nhưng vẫn phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình mao lư sơn trang thương thanh thục còn chưa đến viện tử của nghiêu hữu đạo đã thấy nghiêu hữu đạo dẫn người ra ngoài hắn đã rửa mặt sạch sẽ dường như không cần nàng ta đến trải đầu trên thực tế đêm qua nghiêu hữu đạo không ngủ đạo ra thương thục thanh vẫn tiến lên chào hỏi nghiêu hữu đạo nhẹ gật đầu ngân nhi còn đang ngủ sao thương thục thanh mỉm cười gật đầu hai ăn rồi ngủ ngủ xong rồi ăn sống như con heo hầm mộ chết người nghiêu hữu đạo thở dài cũng không nói nhiều đều là người quen cũng không cần khách sáo nói vài câu rồi bước đi thương thục thanh đi đằng sau nhìn theo bóng lưng của người cầm kiếm được một đám người phía sau bảo vệ đối phương đi rất nhanh nàng ta dường như theo không kịp cảm giác này giống như tâm trạng của nàng ta cảm thấy khoảng cách với đạo gia càng lúc càng xa trước kia còn có thể đùa giỡn đương nhiên bây giờ cũng có thể đùa giỡn nhưng hương vị dường như đã thay đổi nàng ta càng lúc càng không hiểu hắn trước kia hắn làm gì nàng ta đều nhìn thấy rõ phạm vi của mọi chuyện đều khá nhỏ nên nàng ta cũng hiểu được rõ ràng bây giờ đối phương đã như thiên mã hành không khiến nàng ta không thể nào suy nghĩ kịp hắn chỉ cần vẫy tay một cái cao thủ như mây liền tập trung lại trước kia hắn là nghiêu hữu đạo địa vị quận chúa của nàng ta mơ hồ cao hơn đối phương một cái đầu bây giờ đạo gia đã thật sự trở thành đạo gia bao phủ cả một mảnh bầu trời nam châu cao cao tại thượng chỉ cần vừa nói vừa cười đã đuổi thiên ngọc môn đi phất tay một cái đã ấn đầu đại thiền sơn cao quý xuống bất chi bất giác ngay cả đám người ca ca khi nói chuyện với đạo gia cũng phải cẩn thận bây giờ chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy khi nói chuyện với hắn không còn tùy tiện như trước người ta đã nhanh chân tiến lên nàng ta đã không còn theo kịp nữa danh hiệu quận chúa của nàng ta đối với hắn tính là gì chứ nàng ta lại xấu xí như vậy hắn còn có thể coi trọng nàng ta nữa không nghĩ đến những lời nàng ta nhất thời xúc động nói hôm qua còn có hành vi không lý trí trên lầu các nàng ta đột nhiên cảm thấy mình quá ngu xuẩn ngu xuẩn đến mức nàng ta khó mà tha thứ cho mình, trong lòng khó chịu không thôi. Bên trong đình thủy tạ, một đám người đã đứng chờ. Phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu đều đã có mặt. Đạo gia, như hữu đạo vừa đến, một đám người chắp tay chào hỏi. Như hữu đạo bước thẳng đến trước mặt Cao Thiếu Minh bị bắt, cười hỏi, người chính là Cao Thiếu Minh, con trai trưởng của đại tư đồ Cao Kiến Thành. Cao Thiếu Minh hừ lạnh, quay đầu sang một bên, không thèm để ý. Bên cạnh có người tức giận muốn dạy cho y một bài học, nhiều hiểu đạo lập tức đưa tay cản lại, người ta là khách quý, không được thở ơ. Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, người không phải là sứ thần nước triệu ở đây sao? Tại sao lại chạy đến quận Thanh Sơn giết ta? Cao Thiếu Minh vẫn không lên tiếng, biểu hiện muốn chém muốn giết gì cũng được. Miệng y rất cứng, hôm qua, dù ai có làm gì cũng không mở miệng. Mọi người nhất thời không biết thân phận của y, phải mang y đến cho người khác xác nhận. Nhiêu Hữu Đạo nói, không nói cũng không sao, chỉ cần ngươi nằm trong tay ta là được. Ta cũng rất muốn biết đại tư đồ có đến cứu ngươi hay không. Tối hôm qua, ta đã cho người đưa tin cho cha của ngươi, đoán chừng sáng nay sẽ đến cao phủ. Ta ra giá 100 triệu kim tệ để chuộc ngươi, cái giá này không ủy khuất bản thân ngươi chứ. Những người chung quanh không nhịn được cười ra tiếng, rốt cuộc Cao Thiếu Minh đã lên tiếng, giận dữ mắng cẩu tặc. Bây giờ nói vào chuyện chính đi, nếu ngươi đồng ý đứng ra xác nhận là triều đình ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nghiêu hiểu đạo nói xong liền phất tay, bảo người mang y xuống. Cao thiếu minh vừa đi, nghiêu hiểu đạo quay sang nhìn trưởng môn ba phái, cười hỏi trên người cao tầng chân linh viện và phi hoa các không đến mức nghèo rất mồng tơ chứ. Ba người phí, trịnh, hạ trao đổi ánh mắt với nhau. Trịnh cử tiêu ho khan một tiếng, cũng không nhiều lắm, tổng kết lại cũng chỉ 10 triệu kim tệ. Chúng ta đang định thương lượng chuyện chia tiền với đạo gia. Hôm qua, trước khi giao chiến bọn họ cũng không nghĩ đến điều này nhưng sau khi lấy được ngân phiếu chiếu theo theo định mức của thiên hạ tiền trang bọn họ mới ý thức được dù sao chân linh viện và phi hoa các cũng có nội tình nhiều năm ở nam châu vốn liếng khẳng định phải có một chút đánh xong bọn họ phát hiện làm chuyện này có thể kiếm được tiền mặc dù tổn thất cũng rất lớn chia như thế nào là chuyện của các người ta không tham gia đây cũng là nỗ lực của ba phái mới có được như hữu đạo nói xong Gia hiệu quản phương nghi mang mấy con phi cầm đang bị khống chế đến, ba phái nhận lấy một con mang về, sau này lui tới làm việc cũng thuận tiện hơn. Ba người giống như nằm mộng, tiền cho bọn họ hết, lại còn tặng mỗi phái một con phi cầm cỡ lớn. Như hữu đạo quay người đi, quản phương nghi cầm trên tay ba chỉ linh, tức giận nói, đứng ngây ra đó làm gì, cầm đi, tặng cho các người đấy. Hạ hoa không thể tin được, tặng, tặng không cho chúng ta. chương 874, tặc tử ghê tởm. Quản phương nghi nói, làm sao, không muốn à sao có thể không muốn chứ cả ba vội vàng lấy một cái yêu thích không rời tay về phần ai đó đang khó chịu không còn quan trọng nữa dùng như thế nào chắc không cần ta dạy chứ quản phương nghi tức giận hỏi cái này thì không cần chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy cũng đã từng nghe nói quản phương nghi quay đầu đi một lát sau ba con phi cầm từ trên trời rơi xuống bên ngoài đình thủy tạ ba người phí hạ trịnh vội vàng chạy đến nhận lấy một con cho mình thương thục thanh đứng dựa vào lan can nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của ba vị trưởng môn cũng cảm thấy vui lây một lát sau nàng ta nhìn thấy ba vị trưởng môn điều khiển từng con phi cầm bay lên không đuổi kịp nghiêu hữu đạo miệng quản phương nghi không ngừng lẩm bẩm nói cái gì là tặng quà cho ta lão nương đang giữ đồ dùng ngươi thì có lúc không cần thì ném cho ta lúc cần thì lấy lại ta cũng tiện mà biết rõ ràng không giữ được lại còn cố vất phát. nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng lại cười nói, không phải chỉ có ba con phi cầm thôi sao? Sau này kiếm được 100 triệu từ cao kiến thành, ta cho ngươi hết, ngươi kiếm lợi lớn rồi. Quản phương nghi phì một tiếng, bớt đùa với lão nương đi. Cao kiến thành lấy đâu ra 100 triệu, cho dù ông ta là tham quan, cũng không tham ô được số tiền như vậy. như hữu đạo quay lại nhìn quản phương nghi, cười diễu, nếu lấy được thì sao? Ngươi có muốn hay không? Quản phương nghi chừng mắt đáp, muốn. Tại sao lại không muốn chứ? nghiêu hữu đạo vui vẻ nói hồng nương không phải ta nịnh ngươi ta phát hiện ngươi càng lúc càng trẻ quản phương nhi sửng sốt chợt cười mắng nói ít dễ nghe đây là sự thật mà nghiêu hữu đạo bước đến gần thì thầm một cách nghiêm túc bên tai quản phương nghi, mặc kệ tuế nguyệt vô tình ngươi vẫn là người đàn bà đẹp nhất trong lòng ta dứt lời hắn lướt qua người bà ta để lại quản phương nghi đứng một chỗ kinh ngạc cắn môi ánh mắt nhìn theo vừa hận vừa yêu tóm lại lần này bà ta vẫn dễ nói chuyện hơn trợ cấp cho tô nhân kiệt một triệu, còn có ba con phi cầm, bà ta cũng chỉ oán trách vài câu, không giống như lúc trước bắt nhiều hữu đạo hao hết miệng lưỡi, bởi vì đã có quá nhiều người chết để bảo vệ chỗ này. Đại nội Hoàng Cung Yên Kinh, bên trong đại điện của triều đình, một đám triều thần lần lượt cúi người lui ra ngoài. Khi quần thần lui xuống, bọn họ nhìn thấy một con phi cầm cỡ lớn từ ngoài bay vào trong cung. Tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên trong đám quần thần, Cao Kiến Thành nghiêng đầu hỏi thăm người bên cạnh, mắt ta mở rồi, ta thấy người trên phi cầm hình như quen quen. Một quan viên bên cạnh lập tức thấp giọng trả lời, nhìn qua giống như ca công công từ bên ngoài trở về. Cao kiến thành ừng một tiếng, ánh mắt lóe lên, cũng không hỏi nữa. Ra khỏi triều đình, một số quan viên muốn xuất cung, số còn lại phải đến trung tâm chính vụ trong cung để làm việc. Cấp bậc như cao kiến thành tất nhiên phải ở lại rồi. Nhưng đang trên đường đến chỗ làm việc, một thị vệ bước ra, chắp tay nói, đại tư đồ, quản gia của ngài đang chờ ngoài cung cao kiến thành gật đầu phất tay cho lui sau đó dặn dò vài tiếng với thuộc hạ bên cạnh lúc này mới hướng ra ngoài hoàng cung ông ta vừa ra khỏi cung quản gia phạm chuyên đã bước đến bên cạnh thấp giọng nói lão gia đại gia xảy ra chuyện rồi đã rơi vào tay nghiêu hữu đạo cao kiến thành cả kinh chuyện gì xảy ra vậy đại gia theo cam miểu thủy đến quận thanh sơn tiến đánh mao lư sơn trang đã thất thủ nghiêu hữu đạo gửi tin đến bảo lão gia lấy tiền chuộc người phạm chuyên dâng lên một phong thư Cao Kiến Thành lập tức mở thư ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt ông ta dần trở nên tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ. Phạm Chuyên vội đỡ lấy cánh tay ông ta, thở dài, lão ra đừng kích động, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Ông trời phù hộ, đại gia nhất định sẽ không có việc gì. Cao Kiến Thành cười khổ, ta không phải thương tiếc tính mạng của tên nhiệt tử kia. Nếu nó chết thì tốt rồi, còn sống cũng chỉ nằm trong tay nhiều hữu đạo, liên lụy toàn bộ Cao Gia. Cao Gia xem như xong rồi, nhiệt tử, Ta đã nói rất nhiều lần, nhưng thói quen khi còn ở điệp báo ti vẫn không đổi được. Thân đang ở tiền tuyến, tại sao nó lại không hiểu đạo lý an toàn là trên hết? Phạm Chuyên nói, lão già quá lo lắng rồi, cũng không đến mức như vậy đâu mà. Cao Kiến Thành thở dài, nhiều hữu đạo bất luận là ở hai quận hay là toàn bộ Nam Châu, hắn chưa hề cướp lấy bất cứ lợi ích gì. Người này tiến thối có độ, cũng không phải hạng người tham tiền. Người cho rằng nhiều hữu đạo bắt Cao Thiếu Minh chỉ vì kiếm chút tiền tài thôi sao? chuyện này chẳng khác nào đưa quân cờ cho hắn, cũng là bằng chứng triều đình đánh lén hắn. Người có nghĩ đến hậu quả nếu thiếu minh đứng ra làm chứng chống lại triều đình hay không? Phạm chuyên nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Nếu đúng như vậy, cao ra xem như xong rồi, lão Gia nhất định sẽ bị liên lụy. Hầu kết ông ta run run, khó nhọc nói, hắn đưa ra cái giá như vậy, nói không chừng hắn đang cần tiền gấp thì sao? Cao kiến thành quát, hồ đồ, đừng nói ta không bỏ ra nổi 100 triệu, cho dù có cũng không thể cho hắn. Ngươi cho rằng hắn nhắm vào Cao gia sao? Mục đích của hắn chính là muốn gây phiền phức cho triều đình. Nếu ta lấy ra 100 triệu để giao dịch, hắn sẽ để cho mọi người biết. Tự mình giải quyết, chẳng khác nào ấn chứng chuyện triều đình đánh lén. Cho dù cứu được người về, Cao gia cũng coi như xong. Bệ hạ là người đầu tiên không bỏ qua cho Cao gia. Lúc này, Phạm Chuyên mới thật sự hoảng hốt, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không còn cách nào vãn hồi sao? Cao Kiến thành khoát tay, đừng vội càng hoảng càng loạn, chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Việc này tạm thời còn chưa rõ tình huống, người hãy về tìm hiểu tin tức, ta sẽ kiểm tra lại. Chúng ta phải hiểu rõ mọi việc thì mới đưa ra quyết định được. Vâng, lão nô trở về tìm hiểu ngay. Sau khi Phạm Chuyên đi rồi, Cao Kiến Thành đứng im suy nghĩ một hồi, sau đó mới chỉnh lại áo quan, cơ thể gầy còm thẳng lên, khí vũ hiên ngang, nhìn không ra có gì khác thường. Lạch cạch, một âm thanh giòn giã vang lên. Trong ngựa thư phòng, thương kiến hùng còn chưa thay đổi chiều phục, lửa giận ngút trời, ném chén trà nát bấy, chỉ vào cam miểu thủy, tức giận mắng, hơn vạn tu sĩ, cao thủ tập trung, thậm chí còn xuất động cả tông nguyên, nhưng lại thất thủ, các ngươi làm ăn như thế nào vậy? Cam miểu thủy vội đáp, dường như chúng ta đã rơi vào bẫy của ngưu hữu đạo. Bọn chúng đã sớm có chuẩn bị, hơn vạn tu sĩ của hai phái, ngay cả phòng tuyến bên ngoài cũng không phá được. Rất nhiều cung tiễn và công thành nỏ bắn xuống như mưa, nội bên ngoài thôi đã tử thương thảm trọng, bên trong mao lư sơn trang có người nhìn thấy trưởng môn đại thiền sơn hoàng liệt xuất lĩnh cao tầng đại thiền sơn tọa trấn trong đó còn có cao thủ đỉnh cấp ngay cả tông nguyên cũng không phải đối thủ của y chết trong tay đối phương chuẩn bị đầy đủ như vậy nói không phải cạm bẫy là không được thương kiến hùng nghe xong nhếch miệng nói cạm bẫy người dám nói câu này với quả nhân đã sớm chuẩn bị tất cả mù hết rồi sao ca miểu thủy cúi thấp đầu điền vũ bên cạnh cao mày nói cao thủ đỉnh cấp mao lư sơn trang lấy đâu ra cao thủ đỉnh cấp ca miều thủy đáp đối phương cố tình che giấu thân phận nhưng xuất chiêu giống thanh vân kiếm quyết trong truyền thuyết ánh mắt điền vũ lộ ra vẻ hoài nghi người hoài nghi là yêu ma lĩnh triệu hùng ca ca miều thủy đáp rất có khả năng là y ngoại trừ y ta không nghĩ ra còn có thể là ai dù sao nhiều hữu đạo và y đều xuất thân thượng thanh tông thượng thanh tông lại là thượng thanh tông dư nghiệt của ninh vương quả nhân đã sớm muốn diệt trừ ta thật hối hận khi nghe lời xà ngôn của lão nhi tống cửu minh. Theo quả nhân thấy, cũng nên lợi dụng phong ba năm đó mời ba đại phái ra tay. Thương kiến hùng chỉ điền vũ, nói, người lập tức liên lạc với ba đại phái, lấy thượng thanh tông làm cái cỡ, để bọn họ ra tay giải quyết như hữu đạo. chương 875, Nội chiến 1, điền vũ rất khó xử, rất muốn hỏi ông ta, chuyện ninh vương đã biến nước yến thành bộ dạng như lúc này, ba đại phái chỉ sợ hối hận đến phát điên, còn đồng ý giày vò tiếp sao. Nhưng ông ta sẽ không nói như vậy, lắc đầu khuyên, bệ hạ, chuyện năm đó qua rồi không nói, vấn đề bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã có thành tựu. Lực ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới Nam Châu quá lớn, ngay cả Đại Thiền Sơn khống chế Nam Châu cũng không ép nổi hắn. Nếu đã không cách nào chiếm được Nam Châu, ba đại phái cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Thủ đoạn của hắn rất cao minh, không thấy hắn sở hữu bất luận một thế lực nào, nhưng lại qua mặt được tất cả. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại thì đã muộn rồi bây giờ nam châu và kim châu nước triệu liên kết với nhau ví dụ bọn họ liên thủ ứng đối đã diễn ra trước mắt nếu có vọng động gì kim châu sẽ không ngồi nhìn cộng thêm phía bắc đang có đại quân nước hàn áp cảnh phía đông có nước tống nhìn chằm chằm lúc này ba đại phái tuyệt không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ nước yến đại loạn bây giờ ngay cả ba đại phái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn chúng ta tìm ba đại phái làm không tốt bọn họ sẽ quay ngược truy trách bệ hạ vì sao lại tự tiện phái người đi đánh lén nam châu ba đại phái lo lắng sẽ trêu đại quân nam châu tàn sát bốn phía một khi kim châu bị cuốn vào ba đại phái còn quản cái gì là thượng thanh tông hay không nghe xong trong lòng thương kiến hùng hơi thấp thỏm lần này dù sao cũng là bắt ba đại phái phải làm việc nếu chẳng may thất thủ thì không xong ông ta trầm ngâm một chút rồi nói nếu nam châu hưng binh chắc chắn đại thiền sơn sẽ không phối hợp chứ điền vũ nói theo lý thì sẽ không đại thiền sơn vừa mới đặt chân lên nam châu chân còn đứng chưa vững không đến mức tự gây phiền phức cho mình nhưng với thế cục trước mắt ba đại phái còn cầu nội bộ nước yên yên ổn không muốn cho kẻ địch bên ngoài có cơ hội nhảy vào thương kiến hùng nghiến răng nói chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho ngưu hữu đạo điền vũ khổ sở nói bệ hạ tập trung thế lực mạnh như vậy còn không đánh vào được mao lư sơn trang chúng ta không nói đến gia tăng nhân thủ có thể đắc thủ hay không nhưng bây giờ có tập trung chỉ sợ không ai đồng ý tham gia nữa Chỉ bằng chúng ta tạm thời gian xếp ổn thỏa Về sau sẽ tìm cơ hội khác Trước mắt còn chưa giết được hắn Thật sự không nên làm lớn chuyện Nếu không Chúng ta không cách nào kết thúc được Bệ hạ cũng không thể ăn nói với ba đại phái Thương kiến hùng im lặng Thở ra một hơi Đúng lúc này Một thái giám từ bên ngoài bước vào Dâng lên một tờ tin tình báo Cam nhiều thủy bước lên tiếp nhận Không dám xem trước Đưa sang cho Điền Vũ Tiếp nhận tin tình báo sắc mặt điền vũ thay đổi oán hận nói tặc tử thật ghê tởm thương kiến hùng quét mắt nhìn sang chuyện gì vậy điền vũ đáp như tặc thật âm tàn hắn đã đem trưởng môn và các vị cao tầng của chân linh viện và phi hoa các treo ngoài tường thành quận thanh sơn để thị chúng hắn đang có dã tâm muốn tiêu diệt hai phái đệ tử hai phái hướng bệ hạ cầu viện, xin bệ hạ nể tình cứu người hai phái đã vất vả còn có một câu ông ta chưa nói sự việc diễn ra như vậy mọi người không phải đồ ngốc ai chẳng biết hai phái là người bệ hạ phái đi. Bệ hạ muốn cứu vãn chuyện đánh lén, Nam Châu sẽ yêu cầu ba đại phái phải giải thích. Bệ hạ không cứu, hoặc cứu không được, mặt mũi xem như mất hết. Hắn đang công nhiên đánh vào mặt bệ hạ, ông ta không nói, Thương Kiến Hùng cũng hiểu, nghiêm mặt lên tiếng, quả nhân sẽ không buông tha cho tên tử tặc này. Ca Miểu Thủy ở bên cạnh nói, "Bệ hạ, người có thể hạ chỉ với Nam Châu, dùng danh nghĩa thẩm vấn đòi người, trừ phi Nam Châu muốn công khai kháng chỉ." Thương Kiến Hùng và Điền Vũ đều cao mày, chuyện công nhiên kháng chỉ, Thượng Thanh Tông làm còn ít sao. Đã bao nhiêu lần bệ hạ hạ chỉ yêu cầu Thương Triều Tông đến Kinh Thành báo cáo công việc. Ý chỉ vừa đến, Thương Triều Tông đã báo bệnh không đi. Ý chỉ vừa thu lại, bệnh liền khỏi, chết sống cũng không chịu đến Kinh Thành. Thật ra là y không dám đến, nếu đến, còn có thể trở về sao? Nếu bây giờ đưa ra tiếp ý chỉ khác, không biết Thương Triều Tông bên kia sẽ bịa ra lý do gì nữa? Biên vũ gật đầu nói, mặc kệ có được hay không, lần này phải thử. Bệ hạ, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu không, lòng người sẽ bị rét lạnh, về sau, muốn tu sĩ bán mạng cho mình cũng khó. Thương kiến hùng nhắm mắt than thở, vậy thì viết ý chỉ đi. Đứa cháu trai của ông ta có thả người hay không, ông ta cũng không nắm chắc. Huống chi, đằng sau còn có nghiêu hữu đạo, đoán chừng còn phải nhìn sắc mặt của hắn nữa trong lúc ý chỉ vừa phát ra ngoài chưa được bao lâu mật báo khẩn cấp của điệp báo ti đã được đưa đến ngựa thư phòng đang đứng bên ngoài ngựa thư phòng căn dặn thái giám làm việc sau khi xem qua mật báo sắc mặt điền vũ bỗng thay đổi khoát tay đuổi mấy tên thái giám lui ra rồi bước nhanh vào ngựa thư phòng trong ngựa thư phòng thương kiến hùng đang ngồi đằng sau án thư nói chuyện với đại tư không đồng mạch bất chấp điền vũ chen vào nói bệ hạ điệp báo ti báo quân tình khẩn cấp Đại quân đang rút lui từ Kim Châu về Nam Châu đột nhiên tập trung khẩn cấp, tăng tốc độ hành quân đến Định Châu. Khi đến gần Định Châu, nhân mã lại càng tập kết nhanh chóng hơn, thẳng đến biên cảnh Định Châu. Đồng mạch ngẩn cả người, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Thương Kiến Hùng đứng bật dậy, đoạt lấy quân tình cấp báo xem qua, sắc mặt trột dạ, nghiêm túc nói, nhiệt tử Thương Triều Tông muốn làm gì vậy? Đồng mạch đưa tay nói, bệ hạ, có thể cho lão thần xem qua hay không? Thương Kiến Hùng tiện tay vứt cho ông ta, bắt đầu đi qua đi lại trong thư phòng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng sau khi đồng mạch xem xong mặt nghiêm lại tay cầm tờ giấy run run chẳng lẽ thương triều tông muốn tạo phản không đến mức đó chứ nếu nó dám làm loạn ba đại phái sao có thể bỏ qua cho chúng bệ hạ có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không ông ta rõ ràng biết rồi còn cố hỏi ở chỗ này ông ta cây lớn dễ sâu chỉ cần thương kiến hùng có những cử động lén lút nhất là làm ra chuyện lớn như vậy căn bản chẳng gạt được mắt ông ta. Huống chi, chân linh viện và phi hoa các vốn nịnh bỡ ông ta, trước khi ra tay, ông ta nhất định sẽ biết. Ông ta cũng đã biết hành động đã thất bại, những người còn sót lại của hai phái cầu xin ông ta, hy vọng ông ta có thể nói với bệ hạ vài câu để cứu người đang bị treo ngoài đầu tường. Ông ta đến thư phòng của thương kiến hùng chính là để thăm dò hư thực, có nhắc đến chuyện cứu người hay không là chuyện phía sau, ông ta muốn xem phản ứng của thương kiến hùng trước rồi nói có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không bảo thương kiến hùng nói như thế nào đây chuyện không làm lớn thì còn tốt làm lớn chuyện thương kiến hùng chính là hôn quân điền vũ lên tiếng giải vây triệu sứ thần cao thiếu minh đã hiến kế với lão nô diệt trừ ngưu hữu đạo lão nô nhất thời mềm lòng tưởng là đắc thủ cho nên mới nghe theo y giấu giếm bệ hạ điều động nhân thủ tiến đánh mao lư sơn trang kết quả thất thủ lần này chỉ sợ sẽ bị ngưu hữu đạo trả thù một mình ông ta gánh hết oan ức Điền công công, đã đến lúc nào rồi chứ? Tình huống đang cực kỳ nghiêm trọng, sao có thể nổi loạn như thế? Ngươi đúng là hồ đồ mà. Đồng mạch dậm chân chỉ trích Điền Vũ, nhưng thật ra trong lòng lại sáng như hương. Tuy nhiên, ông ta phải phối hợp. Hoàng đế không thể sai, sai đều là người phía dưới sai. Vâng, vâng, là lão nô hồ đồ. Ngàn sai, vạn sai đều là lão nô sai. Điền Vũ liên tục không người nhận lỗi. Sao lại nói, tướng ra, ngài muốn chém giết gì lão nô cũng được nhưng quốc sự không thể bãi bỏ. Ngài giỏi mưu đồ, xem có cách nào cứu vãn không. Gương mặt thương kiến hùng ở bên cạnh căng ra, im lặng không lên tiếng. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Nam Châu lại phát binh làm loạn như vậy. chương 876, Nội chiến 2, hai đồng mạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cao mày nói, không thể nào. Chẳng lẽ Đại Thiền Sơn dám vì tiện đi theo làm loạn hay sao? Hay bọn họ đang cố ý phô trương thanh thế? Điền Vũ nói, tướng ra, bất kể có phải là phô trương thanh thế hay không, tất cả phải đề phòng vạn nhất. Đồng Mạch nhìn quân tình báo trên tay, trầm ngâm nói, Nam Châu không dám vọng động đâu. Nếu không, ba đại phái sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu chúng muốn hưng binh định châu, tất phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận. Ông ta ngẩng đầu lên, nói, "Bệ hạ, người lập tức thông báo cho Tiết Khiếu, bảo Tiết Khiếu đề phòng Nam Châu khiêu khích. Người nói cho Tiết Khiếu biết, mặc kệ Nam Châu khiêu khích như thế nào, tất cả đều phải nhịn xuống." Tuyệt không để cho Nam Châu lấy cớ xuất binh. Chỉ cần không có cớ, bất luận là Nam Châu hay là Ngưu Hữu Đạo, không ai dám làm loạn. Nếu không, ba đại phái cũng không phải ăn chay, chắc chắn sẽ giết một người gian trăm người. Đại tư không đúng là cao kiến, Thương Kiến Hùng liên tục gật đầu khen ngợi, lo lắng trong lòng tan đi không ít, quay sang nói với Điền Vũ, "Mau, người hãy đi liên hệ với Tiết Khiếu ngay." Điền Vũ vội gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi Ngự thư phòng. Ông ta cũng biết việc này không thể chậm trễ nhưng Nam Châu mưu đồ đã lâu, tuyệt không phải suy nghĩ bất chợt, đều là tính trước làm sau. Chờ đến khi bên này nhận được tin tức, bắt đầu phản ứng, cuối cùng cũng vẫn còn chậm. Tiêu giao cung, Long Hưu mặt đen thui cầm hai phong thư tố cáo trong tay. Một của Ngưu Hữu Đạo, một của Thương Triều Tông, hai phong thư đến cùng một chỗ. Ngưu Hữu Đạo lên án triều đình phái người đánh lén, sát hại mấy ngàn tu sĩ ở Mao Lư Sơn Trang hắn. Thương Triều Tông cũng lên án triều đình phái người đánh lén, sát hại gần 10.000 thủ quân dưới tay của y. Triều đình bất nhân bất nghĩa, có oan khó rũi, hai người đều mời tiêu giao cung làm chủ. Thương kiến hùng làm cái quái gì thế? Bây giờ tình thế đang rất nghiêm trọng, lại còn nội chiến. Đã muốn giết, lại không giết được người ta, ngại chuyện ít đúng không? Có phải muốn bức người tạo phản hay không? Nếu ông ta không muốn ngồi chiếc ghế đó nữa, cứ nhường lại cho bản cung. Long Hưu tức giận, chỉ dịch thư, lập tức liên lạc với Kiến Hùng, bảo ông ta cho bản cung một lời giải thích. Vâng, dịch thư lĩnh mệnh rời đi. Trưởng lão bên cạnh bước đến gần, thư tố cáo kêu oan này, sợ là không chỉ một mình chúng ta. Long Hưu hừ lạnh, cái này còn phải nói sao? Định Châu, càng gần đến đất Nam Châu, trên con đường xuyên qua khu rừng, một đám người bịt mặt đánh cho một thương đội thất linh bát lạc. Nghe trong xe có tiếng thiếu nữ kêu lên chói tai, một người bịt mặt vung đao chém rách màn xe, chỉ thấy bên trong có ba thiếu nữ trẻ tuổi bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nhan sắc của cả ba thật khiến tim người ta phải đập thình thịch. Mấy tên bịt mặt xích lại gần quan sát, rồi nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự dâm dục. Việc đã làm đến nước này rồi, nhất định phải thừa cơ khoái hoạt một chút. Lưu hay không lưu người sống, đợi đến sau này rồi hãy nói. Trên một chiếc xe ngựa khác, có người mở một chiếc dương trên xe ngựa nhìn một chút, chỉ thấy bên trong đều là vàng bạc châu báu. Đẩy cái dương lại, gã lên tiếng, "Đầu lính, không sai." Gã bịt mặt dẫn đầu vung tay lên, "Đi, xe ngựa chứa tài vật kia." còn có ba mỹ nhân trên xe ngựa lập tức đổi hướng, nhanh chóng chạy đi. Về phần thi thể của tạp dịch thương đội, toàn bộ được ném trong rừng để che đậy dấu vết, trên đường chỉ còn lại vết máu mà thôi. Trong rừng sâu, một tu sĩ ẩn mình nhìn thấy tình huống trước mặt, âm thầm thả kim xí trong tay, sau đó lặng lẽ đuổi theo. Trong khu rừng biên giới Nam Châu, hơn ngàn kỵ binh đang ẩn mình chờ lệnh. Kim xí vừa bay xuống, bọn họ đã nhận được tin tức một thống lĩnh mặc chiến giáp lập tức sai người dùng kim xí đưa tin cho đại quân phía sau sau đó cao giọng quát xuất phát hơn ngàn kỵ binh lập tức xông lên ngựa chạy ra khỏi khu rừng đám tu sĩ cũng một đường chạy theo ngay phía trước một trạm gác bên trong định châu thủ quân muốn võ chuông báo động cũng đã muộn kỵ binh vào tới vung chảm mã đao chém xuống máu me văng tung tóe trạm gác có bao nhiêu người chứ tiểu đội thủ quân kinh hoàng bỏ trốn tán loạn một tu sĩ tỏa trấn vừa mới thò đầu ra lập tức bị hai tu sĩ bay tới liên thủ cuốn lấy. Hơn ngàn kỵ binh buông tốc độ, một đường lao vùn vụt. Chưa đầy một lát, bọn họ đã đuổi kịp 10 tên bịt mặt đã cướp tiền. Thống lĩnh kỵ binh vung tay lên, kỵ binh lập tức phân ra ba đường. Hai đường đánh vào khu rừng từ hai bên trái phải. Tình huống trước mắt dọa đám người này sợ đến hồn phi phách tán. Rất nhanh, đám cướp đã bị bắt toàn bộ. Bọn chúng không khỏi hoảng sợ, khi nhìn thấy một cái đầu người rơi xuống, lập tức khai ra thân phận của mình, là thủ quân canh giữ quan ải đằng trước. Trước đó, đám người này nhìn thấy có một cái dương rơi xuống từ trên xe ngựa, rất ra rất nhiều vàng bạc tài bảo. Thấy thương đội ít người, cộng thêm phía trước vắng vẻ, liền động lòng tham, chỉ như vậy thôi. Thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa diếu võ dương oai vùng đao lên, cười lạnh các người gây ra phiền phức lớn rồi. Các người có biết ba vị Mỹ kiều nương kia là ai không? Là tiểu thiếp dung bình quận vương mới nạp, chúng ta đang chạy đến đón tiếp. Lá gan của các người ngược lại không nhỏ, dám khinh nhờn, làm nhục, đánh cướp người phụ nữ của vương gia, triều đình có còn vương pháp hay không? a à, người trả lời ngã phịch xuống đất, gã vốn cho rằng khai ra thân phận thủ quân sẽ bảo đảm được một mạng. Thống lĩnh hạ lệnh nghe tại chỗ, giải đám người này đến quan ải đằng trước để lấy lời khai. Những người còn lại mang về làm chứng, còn cái gì là giải thích chứ? Sau khi đám thủ quân ăn cướp bị giải về quan ải đằng trước, người chấn thủ ở đó nghe xong liền hoảng hốt. Cướp tiền cướp sắc cướp luôn trên đầu dung bình quận vương. Dung Bình quận vương là ai chứ? Là người dám đối nghịch triều đình, cướp luôn Nam Châu của triều đình. Trò đùa lần này chơi lớn rồi. Người được đưa đến, mấy tên kỵ binh nhanh chóng trở về, người chấn thủ quan ải lập tức đem tình huống báo cáo lên trên. Đại quân biên cảnh Nam Châu mưu đồ đã lâu, làm gì có chuyện chờ giải thích. Đại quân tiên phong biên cảnh không nói hai lời, trước tiên quét ngang cảnh nội Định Châu, giết cho đám quân lính Định Châu còn chưa kịp chuẩn bị phải tan giã. Ngay cả nhân mã đến khi nào phía sau cũng mặc kệ. Lần này, một phần lớn nhân mã phòng thủ hậu phương Định Châu xem như xong. Đại quân tiếp theo của Nam Châu cũng nhanh chóng chạy đến, khí thế hùng hổ. Về sau, chuyện Định Châu đoạt người đàn bà của Vương gia, đồng thời phái người đánh giết gần 10.000 chú quân tại quận Thanh Sơn đã xôn xao toàn bộ Nam Châu. Người Nam Châu trên dưới tức giận không thôi, đều mắng Định Châu khinh người quá đáng. Đây không phải người của triều đình, rõ ràng là tặc phỉ. Đại quân đều lớn tiếng muốn đuổi đến Định Châu, là hét đòi báo thù rửa hận cho Vương gia, bài trừ nghịch tặc cho triều đình, muốn triều đình giao ra thủ cấp của tiết khiếu. Giữa trưa, Cao Kiến Thành xuất cung, về nhà dùng bữa trưa. Xuống xe ngựa rồi bước vào nhà, ông ta không có tâm tư ăn cơm mà chạy thẳng đến thư phòng. Quản gia Phạm Chuyên cũng không mời ông ta dùng bữa mà di theo tới thư phòng. Cao Kiến Thành ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng gấp gáp, miệng đắng lưỡi khô, sáng nay ông ta đã uống không biết bao nhiêu là nước trà, vậy mà lúc này vẫn thấy khát. Đợi ông ta thấm giọng xong, Phạm Chuyên vẻ mặt lo lắng hỏi, lão ra, tình hình thế nào? Cao Kiến Thành đặt chén trà xuống, trưởng môn phi hoa các và chân linh viện đều bị treo trên tường thành thanh sơn quận. Tình hình bên Nam Châu không ổn lắm, theo tin tức nhận được, hình như Thương Chiêu Tông đang tập kết đội ngũ đuổi tới Định Châu. Ôi, lẽ nào y muốn đánh Định Châu hay sao? Thương Chiêu Tông có thể to gan như vậy ư? Phạm Chuyên giật mình, chương 877, đánh không thắng cũng phải đánh một. Chương 877, đánh không thắng cũng phải đánh một cao kiến thành, to gan cái gì, Nam Châu y còn chẳng dám chiếm. Theo lý mà nói, y không dám, nhưng đồng mạch đã bố trí người kiểm kê lại tiền lương của binh lính mà triều đình đã khống chế trong các châu, phủ, đồng thời cũng lệnh cho các bộ nha phải chi tiêu tiết kiệm. Có thể thấy y đã chuẩn bị để phòng ngộ nhỡ. Phạm Chuyên hơi nghi ngờ, bởi vì đánh Mao Lư Sơn Trang nên nghiêu hữu đạo phải giấy binh làm loạn, ba đại phái có thể thở ơ được sao? Một Mao Lư Sơn Trang nho nhỏ lại có thể đánh bại sự công kích mạnh mẽ như vậy, ngay cả tông nguyên cũng bị giết đây rõ ràng là đã có phòng bị từ sớm nghiêu hữu đạo đã biết trước từ sớm nhưng lại không cảnh báo ba đại phái hắn tình nguyện bất chấp nguy hiểm nghĩ lại tống sứ một bị giết dẫn đến đại quân tống quốc áp sát lão phạm à ta không dám nghĩ lại chuyện này chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi vô cùng cao kiến thành khẽ gõ lên bàn âm mưu đã lâu e là định châu chạy trời không khỏi nắng một tống sứ sứ thần nước tống phạm chuyên như có điều suy nghĩ chợt lại lo lắng hỏi Vậy đại gia, hai phải làm sao bây giờ? Nam Châu một khi trở mặt há có thể cho đại gia dễ chịu. Hai, đại gia, cách Phạm chuyên gọi con trai trưởng của Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành thở dài nặng nề, nhiệt tử kia sống chết không quan trọng, nhưng sợ là toàn bộ con cháu Cao ra hơn 200 mạng người sẽ bị nó liên lụy. Nhìn thế cục trước mắt, xem ra vẫn còn một tia hy vọng. Thấy ánh mắt ông ta trở nên kỳ lạ như thể đang tính toán điều gì, Phạm chuyên vội hỏi, lão gia có tính toán gì thì nên thực hiện sớm đi, đừng để chậm trễ giọng cao kiến thành trầm xuống thương chiêu tông không xuất binh thì thôi một khi y xuất binh triều đình tuyệt đối sẽ không thừa nhận thiểu minh là do triều đình phái đi đây là một tia hy vọng phạm chuyên nghi ngờ hy vọng ở đâu ạ à? chẳng phải lão gia đã nói sao như hữu đạo giữ người trong tay sợ là sẽ không chịu để yên vậy nên phải ngăn cản như hữu đạo lấy thiếu minh ra rêu rao. cao kiến thành khẽ dùng sức vỗ lên mặt bàn triều đình không thừa nhận phái thiếu minh đi đánh mao lư sơn trang Ngưu hiểu đạo cũng làm cho thiếu minh không tồn tại, kết cục sẽ ra sao? Phạm chuyên bừng tỉnh hiểu ra, sau đó triều đình sẽ không tự lấy đá đập vào chân mình, sẽ ngăn chặn không cho người trong triều truy cứu hướng đi của đại gia, cũng sẽ không liên lụy đến lão gia, cao gia có thể vượt qua nguy hiểm. Nhưng mà, vẻ mặt lão ta dối rắm, như hiểu đạo há có thể mặc cho chúng ta thao túng. Cao kiến thành hư lệnh, không phải là hắn muốn tiền sao? Cho hắn là được, so với sự sống chết tồn vong và tiền đồ của hơn 200 người cao gia, Tiền bạc chẳng là gì cả. Chỉ cần duy trì được tình hình hiện tại thì sau này tiền tài tự nhiên sẽ trở về. Phạm chuyên nhất thời mơ hồ, chẳng phải là lão gia đã nói cho dù ngưu hữu đạo có cầm tiền vẫn sẽ làm ầm lên cho mọi người đều biết hay sao? Huống hồ hắn còn đòi những 100 triệu lượng vàng, tài sản của cao phủ nào gom đủ được chừng ấy tiền. Nếu thật sự phải bất chấp lo liệu thì sợ là không có cách nào che giấu được. Cao Kiến Thành, ai nói cho hắn 100 triệu, ta lấy đâu ra chừng ấy tiền mà đưa cho hắn? ngươi tính thử coi có thể lấy ra 10 triệu hay không. Phạm Chuyên nghi ngờ, không hiểu nổi, 10 triệu thì vẫn có thể gom được, nhưng 100 triệu biến thành 10 triệu có phải là quá tranh lệch rồi không? Như hữu đạo có thể nhả ra hay không? Cao Kiến Thành hạ thấp giọng hỏi ngược lại lão ta, Giang Sơn Yến Quốc trị giá bao nhiêu tiền? Phạm Chuyên ngẩn to te, ngạc nhiên vô cùng, muốn nói lại thôi. Cao Kiến Thành đứng dậy, đến bên cạnh lão ta, hạ thấp giọng nói, giã tâm của thương chiêu tông ngay cả người qua đường cũng biết, Âm mưu lần này đã chứng tỏ điểm này, ta có quyền cao chức trọng trên triều, lại buôn bán ở biên giới yến quốc đã nhiều năm, môn sinh cố lại ba khắp nơi, nếu ta đồng ý giúp đỡ thì 100 triệu sao có thể sánh bằng giá tâm của bọn họ. Ngươi nói xem bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Ba môn sinh cố lại, học sinh và thuộc hạ. Phạm Chuyên đã hiểu rõ ý đồ của ông ta, tất nhiên cũng hiểu điều đó có nghĩa gì, vậy là hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Kiến Thành biết trong lòng lão ta đang nghĩ gì khoát tay nói, tới lúc này Cao Gia ta đã không còn đường lui. Trong chiều có những hạng người nào, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, tất cả đều là lũ xài lang hổ báo. Nếu ta thất thế thì dậu đổ bìm leo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu vẫn không thể đưa ta vào chỗ chết thì đến lúc đó ngay cả mèo chó cũng tùy ý làm bậy với ngươi. Ngươi bảo ta làm sao có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Cao Gia Lâm vào cảnh không bằng heo chó đây. Đến lúc đó không chỉ Cao Gia ta gặp xui xẻo mà những môn sinh cố lại nương tựa ta cũng xong đời giọng phạm chuyên run rẩy lão ra nhưng mà lão ta khó nói lên lời nhưng không thể không nhắc nhở một khi sự tình bại lộ thì vạn kiếp bất phục bốn đấy ạ à. bốn vạn kiếp bất phục muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu cao kiến thành nếu ta không làm vạn kiếp bất phục ở ngay trước mắt thương kiến hùng rất hiểu ta tuy hắn có lòng xây dựng quốc gia lớn mạnh nhưng lại không phải là người có trách nhiệm không ưa tranh thần năm vì vậy trong triều toàn là những kẻ nịnh hót không màng việc nước thượng bất chính hạ tắc loạn, sáu, là một câu danh ngôn rất trí lý. Yến quốc bây giờ hỗn loạn vô cùng, trên triều toàn là yêu nghiệt hoành hành. Năm tranh thần, thần tử tài hoa xuất chúng, có lòng dạ son sắt, thẳng thắn cương nghị, có can đảm thẳng thắn can gián vua. Sáu thượng bất chính hạ tắc loạn, người trên mà làm bậy thì người dưới không thể nghiêm chỉnh được, gần giống câu nhà rột từ nóc rột xuống. Ông ta vỗ vai phạm chuyên, hắn sẽ không vì cao gia chúng ta mà chịu trách nhiệm, ta có thể dự đoán được. Con trai ta bán mạng vì hắn nhưng cao gia ta phải rơi vào kết cục nhà mất người vong, thuận tiện cho đám xài lang hổ báo ấy, như vậy làm sao có thể khiến ta cam tâm đây? Nếu hắn đã bất nhân bất nghĩa trước, vậy cũng đừng trách ta bất chung. Hốc mắt Phạm Chuyên đỏ lên, gật đầu, hiểu rồi, lão nô hiểu rồi, trung quy vẫn là thế lực triều đình hiện nay lớn mạnh. Lão ta nhắc nhở hậu quả khi làm như vậy, cao kiến thành, vì vậy ta không thể giao việc này vào tay người khác, chỉ có thể để ngươi đích thân đi gặp Ngưu hữu đạo, quyết không thể để lộ bất kỳ tin tức gì. Ta để ngươi mang theo 10 triệu qua đó không phải để chuộc người, mà là để bày tỏ thành ý của ta, giúp ta trấn an hắn. Ta chỉ muốn ngươi thay ta nói rõ ý đồ, hắn bắt giữ thiếu minh làm con tin thì cũng sẽ bảo vệ tính mạng của nó. Ta chỉ muốn nghiêu hữu đạo cho ta một lời giải thích để triều đình biết thiếu minh đã chết. Chuyện này đối với hắn không phải là chuyện khó, nhưng lại liên quan tới sinh tử và vinh nhục của toàn bộ cao gia chúng ra. Phạm Chuyên đã hiểu, hiểu hết. Cao Kiến Thành đã nói đến nước này, lão ta còn gì không hiểu đâu. Lão ta cố nén nước mắt, gật đầu. Cao Kiến Thành giữ cánh tay lão ta, lão phạm, việc này không nên chậm trễ, người phải nhanh chóng tới Thanh Sơn quận gặp Nhiêu Hữu Đạo, phải đoạt được bài viết của Thiếu Minh trong tay Nhiêu Hữu Đạo trước khi giao hắn cho ân chú. Hỏa phúc, vinh nhục của toàn bộ cao gia nhờ cả vào chuyến đi này của người đó. Phạm chuyên, lão nô hiểu, nhưng đường xá xa xôi, lão nô sợ thời gian không kịp, Cao Kiến thành giơ tay ngắt lời, "Cái này ngươi không cần lo lắng." Long Thân Vương quản lý tài vật của Hoàng tộc Thương thị, bên đó có một phi cầm cỡ lớn có thể chở người do triều đình tạo ra. Trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của Hoàng tộc và của lão phu, trong mấy năm nay, đệ tử Hoàng tộc Thương thị đã làm ra những chuyện hư hỏng kia, lão phu giúp bọn họ đè mấy chuyện đó xuống không biết bao nhiêu lần. Long Thân Vương không đến mức không cho lão phu chút thể diện như vậy đâu. Chương 878, đánh không thắng cũng phải đánh hai. Phạm Chuyên hơi khó xử, lão nô lớn tuổi rồi, bay tới bay lui trên trời sẽ không chịu nổi, cũng không cưới phi cầm được. Việc cơ mật này để tu sĩ hộ tống lại không ổn lắm. Để tu sĩ hộ tống, sau đó sắp xếp người, cao kiến thành dơ một ngón tay lên làm động tác cắt cổ, giết người diệt khẩu. Bên ngoài phủ thứ sử định châu không ngừng vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh rồi ngừng lại, các tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh lần lượt khẩn cấp chạy tới. Mọi người đã đến đông đủ, tiết khiếu vội vàng truyền đạt quân lệnh điều binh khiển tướng. Đợi đến lúc các vị tướng lĩnh đều đã nhận lệnh rời đi, lại có hai nhóm tu sĩ không hẹn mà cùng tới, gặp nhau ở cổng phủ thứ sử. Hai nhóm tu sĩ này chính là hai môn phái chấn giữ định châu, lần lượt là thiên hoa động phủ và tiên vân phái. Phàm là địa bàn do triều đình kiểm soát trên cơ bản là không có khả năng xuất hiện tình huống chỉ có một môn phái duy nhất. Thứ nhất là lo lắng không dễ khống chế nên cần tạo thế cân bằng. Thứ hai là quan lớn trong triều đều muốn lôi kéo một hai môn phái về phe mình vì vậy phải có tối thiểu hai môn phái cùng tồn tại thậm chí có một số châu phủ có nhiều môn phái cùng tồn tại những môn phái ấy đang chờ đợi bản thân dần lớn mạnh sau đó có thể đứng vững một phương như thiên ngọc môn và đại thiện sơn vạn huynh cũng tới rồi hai vị trưởng môn gặp nhau trước cổng trưởng môn cái hoan của thiên hoa động phủ vui vẻ lên tiếng chào hỏi trước trưởng môn tiên vân phái vạn khinh yên trầm giọng nói có thể không tới sao sau đó vung tay ý bảo xin mời hai người dẫn theo người của mình cùng đi thẳng vào chính sự đường trông thấy tiết khiếu đang đen mặt. Vạn khinh yên không chút khách sáo, vừa gặp mặt đã hỏi ngay, châu mục đại nhân, nghe nói đại quân Nam Châu đánh định châu là do thủ hạ của ngươi giết người của thương chiêu tông, cướp tiền của y, lại còn cướp nữ nhân của y nữa. Chuyện này có thật không? Khuôn mặt tiết khiếu giật giật, cho hai người họ xem một tin tình báo, trầm giọng nói, vạn huynh và cái huynh tin tưởng loại chuyện hoang đường này ư. Đây là tin tức do tướng lĩnh chỉ huy quân đội biên cảnh truyền về. Vừa mới xảy ra cướp bóc, quân đội nam châu đã lập tức thẳng tay giết chóc rồi ùa vào phối hợp ăn ý như vậy rõ ràng là thương triều tông đã lập mưu từ lâu cố ý khiêu khích sau khi đọc tin tình báo gương mặt vạn khinh yên căng cứng nói bây giờ nói chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì điều quan trọng là người của ngươi có cướp nữ nhân của thương triều tông hay không có phải là người của ngươi khiêu khích trước hay không tờ giấy trong tay ông ta rung lên bây giờ người ta có nhân chứng vật chứng trong tay có chứng cớ rành rành ngay cả người của ngươi cũng thừa nhận rồi vậy mà ngươi lại lấp liếm cho qua ngươi giải thích rõ ràng xem nào người ta không đe dọa ngươi chỉ đi ngang qua mà thôi là người của ngươi giả mạo bọn cướp chủ động đi cướp bóc người ta là do ngươi không biết cách quản lý dựa vào cái gì mà nói người ta gài bẫy tiết khiếu mặt mày xanh lét ta đã báo cáo lên triều đình có phải là nam châu khiêu khích hay không triều đình biết rõ trong lòng bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng hai vị đến thật đúng lúc ta đang muốn mời hai phái theo ta cùng ngăn địch cái hoan lên tiếng, đánh thế nào? Quân đội Định Châu đã điều không ít binh lính đi phòng ngự bên Hàn Quốc và Tống Quốc, không ít đệ tử tinh nhuệ của hai phái chúng ta cũng theo cùng, Định Châu trống rỗng. Hai phái chúng ta sẽ ngăn cản ở Đại Thiện Sơn, hay là binh lính dưới trướng của thiết đại nhân có thể ngăn cản đội quân hung tàn của Thương Chiêu Tông? Cuộc chiến này căn bản không đánh nổi, tiết khiếu đang kìm nén rốt cuộc không nhịn được phải bùng nổ, hai vị nói xem phải làm sao bây giờ. Thờ ơ mặc kệ, không chống cự sao, sau chuyện này triều đình có thể bỏ qua cho ta, bỏ qua cho hai nhà các ngươi không? Kế hoạch trước mắt là không đánh được cũng phải đánh, đánh không thắng được cũng phải đánh. Dầm, vạn khinh yên một cước đá bay cái ghế bên cạnh để phát tiết lửa giận trong lòng. Khuôn mặt cái hoan cũng căng cứng, nói, lập tức bảo triều đình liên lạc với ba đại phái, mời ba đại phái ra mặt ngăn cản. Tiết khiếu xòe hai tay, bố trí binh lực Yến quốc vào thời điểm trước mắt của còn cần ta dạy chắc. Bên này vừa truyền tin, khẳng định là triều đình phải tìm ba đại phái, có lẽ tổ chức tình báo đã báo cáo tình hình trước cả ta rồi ý. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, cho dù phải trả giá thật lớn cũng phải chống đỡ tới khi người của ba đại phái ra mặt giải quyết. Nếu chúng ta mặc kệ không quan tâm, để cho đại quân của Thương Chiêu Tông đánh thẳng vào thì không ai trong chúng ta có thể gánh nổi trách nhiệm ấy đâu. Vạn khinh yên và cái hoàn buồn bực không lên tiếng, cũng biết là không có lựa chọn nào khác tuy nhiên cái cảm giác đột nhiên phải chịu tai bay vạ gió này thật sự là khiến người ta ngột ngạt vạn khinh yên nhịn không được mở miệng mắng ai mà chả biết tên thương chiêu tông đó dã tâm bừng bừng định châu bên cạnh nam châu đúng là vận xui tám đời cái hoan chen thêm một câu chu thủ hiền càng xui xẻo hơn đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng nói chuyện tào lao tiết khiếu đang muốn bảo hai người họ đừng có nói nhảm nữa thì đột nhiên bên ngoài có người báo cáo bẩm đại nhân có thư từ triều đình gửi đến mang tới đây Tiết Khiếu tức giận gào lên, tên lính này giật mình, sợ hãi bước vào, dâng lên bức thư mà Triều Đình gửi tới. Tiết Khiếu đọc lướt nội dung trên thư rồi khoát tay cho tên lính kia lui xuống. Vạn Khinh Yên hỏi, Triều Đình gửi thư vào lúc này có phải là đã có cách giải quyết rồi không? Có cách giải quyết thì thiếu nữ cũng thành đàn bà rồi. Tiết Khiếu không ngừng oán hận, ném thư cho hai người kia xem. Sau khi hai người đọc xong, phát hiện trong thư Triều Đình cảnh cáo bên này, nói là cực kỳ có khả năng Nam Châu khiêu khích bên này mượn cớ xuất binh, lệnh cho tiết khiếu nhanh chóng kiểm soát tình hình, cho triều đình thời gian giải quyết vấn đề. Vạn khinh yên không nhịn được của trách, người ta đánh tới nơi rồi mới nghĩ đến việc nhắc nhở, tổ chức tình báo của triều đình làm ăn cái gì không biết. Ba người này ngày thường vốn bình lĩnh nhưng lúc này xảy ra chuyện như vậy khiến họ không nhịn nổi cơn tức. Nhưng mà không có lựa chọn nào khác, phỏng trừng tin tức bên này gửi về triều đình vẫn chưa tới nơi, nên làm thế nào vẫn phải là làm thế ấy ba người cùng cảnh ngộ buộc phải cùng nhau rời khỏi phủ thứ xử ra chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất trên đường đi họ không ngừng truyền lệnh cho đại quân tập kết bố trí phòng thủ để ngăn chặn đại quân nam châu đại quân lên đường gấp gáp một con kim xí từ trên trời bay xuống cái hoan nhanh chóng nhận được một phong thư mật tiết huynh vạn huynh đọc xong mật thư cái hoan kêu lên đại quân tiếp tục lên đường khẩn cấp ba người thúc ngựa ra khỏi hàng đi sang ven đường cái hoan đưa thư cho hai người kia xem, ta cảm thấy kỳ quái là có ba đại phái ở đó thì Nam Châu sao có thể đột nhiên khiêu khích tấn công Định Châu. Hóa ra vấn đề cốt lõi ở chính phía Triều Đình. Triều Đình đã điều động một nhóm người đánh lén Mao Lư Sơn Trang, phát động một trận huyết chiến với Mao Lư Sơn Trang, kết quả thất bại. Những người có chức vị cao là trưởng môn Tào Ngọc Nhi của Thiên Hoa Các và trưởng môn Kim Vô Quang của chân Linh Viện bị bắt, kết cục vô cùng thê thảm, bây giờ còn đang bị treo trên tường thành Thanh Sơn quận thị chúng kia kia. Hai vị à, là do triều đình chọc giận Ngưu Hữu Đạo khiến cho hắn trả thù đó. Chương 879, nhanh, 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 sau khi đọc xong mật thư, Vạn Khinh yên mắng, thương kiến hùng uống nhầm thuốc à. Ra tay lúc nào không ra tay lại cứ ra tay vào lúc này, cũng chẳng nhìn xem tình hình yến quốc hiện tại. Hai nước tống, Hàn nhìn chằm chằm, nội bộ rỗng tuếch, vậy mà còn dám gây ra chuyện rắc rối này. Xem như ta phục vị hoàng đế này rồi, quốc gia đại sự sao có thể làm theo cảm tính, loại chuyện này chưa nắm chắc mà có thể tùy tiện hành động như vậy sao? Hắn không sợ phiền phức nhưng chúng ta lại bị hắn bẫy chết rồi. Ông ta thật sự bị chọc tức, chút giận một lèo, lời nói ra hoàn toàn không tôn kính thương kiến hùng một chút nào. Hai người kia chẳng hề hay biết tình hình cụ thể cuộc giao chiến thực tế ở Mao Lư Sơn Trang, trước mắt vẫn chưa biết triều đình đã điều động cả tông nguyên cao thủ xếp thứ bảy trên đan bảng, nhưng vẫn thua trận, nếu biết chuyện đó thì họ sẽ phải kinh ngạc cho mà xem. Những nơi đại quân đi qua các bụi cuồn cuộn, Tiết khiếu nhìn mật thư trong tay với vẻ mặt nặng nề và lạnh lùng. Thấy vạn khinh yên nói những lời bất kính với hoàng đế bệ hạ, y cũng không nói gì, những binh sĩ ngoài kia cũng mắt nhắm mắt mở. Trên thực tế y đã biết chuyện triều đình đình đánh lén thanh sơn quận sớm hơn cả cái hoan. Thương triều tông giã tâm bừng bừng, cạnh giường có hổ vương liếm vuốt là họa lớn của định châu, bản thân đang ở vùng giáp Nam Châu, tiết khiếu há có thể không chú ý sát sao động tĩnh của Nam Châu. Y đã sớm đưa rất nhiều mật thám vào Nam Châu, có thể chú ý tới nhất cử nhất động của nam châu bất cứ lúc nào nếu không làm thế thì những tướng lĩnh trước kia sao có thể kịp thời từ các nơi chạy tới nhanh như vậy đó là do y đã triệu tập họ từ trước rồi mặc dù nghĩ rằng có ba đại phái thì nam châu sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng y vẫn không dám sơ suất muốn chuẩn bị phòng thủ từ trước tuy nhiên giả quyết quá muộn y không ngờ mao lưu sơn trang vừa bị tập kích phía nam châu đã lập tức hành động thậm chí bất chấp phần lớn binh sĩ nam châu vẫn còn chưa tới nơi quân phòng thủ biên cảnh đã không chờ được mà trực tiếp hành động. Binh lực vẫn chưa tập kết đúng thời gian đã định, phía chủ công một vội vàng hành động, chiến tranh có phải đánh như vậy đâu, thật đúng là đánh đến mức khiến y trở tay không kịp. Một chủ công, mũi tiến công chính, chuyện triều đình đã làm y biết thì biết đấy, nhưng quả thật y không có cách nào nói với người ngoài những chuyện tốt mà thương kiến hùng đã làm, đặc biệt là chuyện ông ta làm hỏng việc của y. Y biết rõ thương kiến hùng đã ra một quyết định sai lầm làm liên lụy đến định châu nhưng cũng chỉ có thể bấm bụng không nói ra. Đánh len ấy mà, nếu thương kiến hùng thắng thì ông ta là hoàng đế bệ hạ anh minh quyết đoán, nếu thua thì lại là một chuyện khác, ông ta sẽ là hoàng đế bệ hạ ngô xuẩn. Vào lúc này tiết khiếu nào dám thêm dầu vào lửa, rõ ràng là y bị liên lụy, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận là bản thân quản giáo không nghiêm, không quản lý tốt thủ hạ, đến mức bọn thủ hạ của y đã làm ra hành động ngu xuẩn là cướp đoạt nữ nhân của thương chiêu tông, nhóm lên ngọn lửa chiến tranh. Y chính là kẻ có khổ mà không thể nói, trên dưới triều đình ai ai cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu y. Người đã thấy thần tử nào dám đẩy trách nhiệm lên đầu hoàng đế chưa? Chán sống mới làm vậy, hoàng cung yến kinh hai trong ngựa thư phòng thật yên tĩnh. Hai yến kinh, kinh thành yến quốc, tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn, ba vị trưởng lão chấn thủ hoàng cung cùng xuất hiện trong ngựa thư phòng, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào thương kiến hùng sau bàn sách. Thương kiến hùng nhìn lá thư cáo trạng trên tay, đó là lá thư nghiêu hữu đạo và thương chiêu tông tố cáo ba đại phái được gửi đến nơi này. Ba vị trưởng lão ở đây thay mặt cho ba đại phái tìm thương kiến hùng đòi lời giải thích. Trong ngựa thư phòng còn có vài tên thái giám, điền ngữ canh giữ bên cạnh thương kiến hùng, mấy tên thái giám đứng hai bên căn phòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại sáng lên như thể đang âm thầm đề phòng ba vị trưởng lão này. Bệ hạ đã đọc xong chưa? Những gì viết trong thư là thật ư? có chuyện đánh lén này không một vị trưởng lão trầm giọng hỏi thương kiến hùng đặt bức thư trong tay xuống vẻ mặt nặng nề nói không dối gạt ba vị quả nhân cũng mới nhận được tin này còn đang xác nhận tình hình quả nhân đã hạ chỉ tới nam châu yêu cầu nam châu áp giải phạm nhân đánh lén về kinh thành thẩm vấn vị trưởng lão kia cười gần có nghĩa là bệ hạ không biết chuyện này thương kiến hùng trầm giọng nói ba vị trưởng lão cứ yên tâm quả nhân nhất định sẽ điều tra ra chân tướng nhất định sẽ cho ba đại phái một câu trả lời một trưởng lão khác cười ha hả bệ hạ là vua một nước lớn ba nếu bệ hạ đã nói như vậy thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng nhưng nói miệng không bằng chứng bệ hạ vẫn nên viết ra thì hơn như vậy cũng tiện để sau này đối chứng sau khi sự việc đã điều tra rõ ràng ba vua một nước lớn nguyên văn là vạn thừa chi khu nghĩa là người có hàng vạn cỗ xe ngựa